Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Chương 781, chuyện xưa như mây khói. Vân Thanh không khỏi quay đầu nhìn Hạ Thiên, người đàn ông này quả thật có năng lực quá mức, hắn có thể làm nàng không sợ hãi đàn ông, làm nàng trở thành một dâm phụ trên giường. Bây giờ hắn có thể làm nàng tỉnh táo trở lại ngay trong biến cố, có lẽ chỉ khi đứng trước mặt hắn thì nàng mới là một người bình thường, một người phụ nữ bình thường. Chú Thạch, chú có thể nói cho cháu biết có chuyện gì xảy ra được không? Vân Thanh chậm rãi hỏi, đồng thời nàng nắm chặt tay Hạ Thiên, bây giờ chỉ có hắn mới làm nàng sinh ra cảm giác yên ổn. Tú Mai, cháu đi chuẩn bị cơm tối đi. Thạch Trường Canh mở miệng nói. Thuần Thuần, con và Tiểu Hổ xuống lầu đi chơi một vòng. Vâng. Thạch Thuần lên tiếng, sau đó nàng dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn Vân Thanh, cuối cùng được Thạch Tiểu Hổ đưa xuống lầu. Sau khi con gái đi ra thì Thạch Trường Canh nhìn Vân Thanh. Tiểu Thanh, cháu theo chú. Thạch Trường Canh đưa Vân Thanh vào phòng ngủ, hắn đẩy cửa tiến vào nói. Tiểu Thanh, đây từng là phòng của chú và mẹ cháu. Vân Thanh tiến vào phòng, nàng không nói gì nhưng ánh mắt không tự giác được đã rơi lên tường, nơi đó là một chiếc áo cưới rất lớn, trên đó lại có ảnh hai người. Đối với Vân Thanh thì người trong tấm ảnh đó không xa lạ gì, một người là Thạch Trường Canh. Người còn lại là một cô gái xinh đẹp có chút tương tự như nàng, đó chính là mẹ nàng, Vân Phương. Trong phòng còn có một bàn trang điểm, trên bàn cũng có một tấm hình, ngồi trong hình cười sáng láng, nụ cười có chút do dự, người này cũng chính là mẹ của Vân Thanh, Vân Phương. Thực tế trong gian phòng này có thể thấy được hình của Vân Phương ở bất kỳ đâu, chỉ cần mở to mắt thì dù là góc độ nào cũng có thể thấy hình. Chú Thạch, chú, các người kết hôn sao? Vân Thanh cuối cùng cũng không nhịn được phải hỏi. Đây là giấy hôn thú của chúng tôi. Thạch Trường Canh đưa cho Vân Thanh một quyển sách hồng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiểu Thanh, cháu xem ngày bên trên. Ngày 29 tháng 6 năm 2001. Vân Thanh lầm bầm. Cháu nhớ những ngày tháng này có điện thoại cho mẹ, sao mẹ không nói cho cháu biết? Vì khi đó cháu điện thoại cho mẹ nói rằng đã nhận được bằng tốt nghiệp, cũng đã kiếm được việc làm. Thạch Trường Canh dùng giọng trầm thấp nói. Mẹ không muốn cho cháu biết, vì biết cháu sẽ không bao giờ chịu về địa phương sỉ nhục này. Mẹ biết cháu hy vọng rời xa huyện Mộc Dương, rời xa quê hương này, kể cả người mẹ như cô ấy. Nhưng mẹ đã kết hôn với chú, sao còn phải tự sát? Vân Thanh nghĩ mãi mà không rõ. Cháu còn nhớ trước khi chết thì mẹ đã điện thoại, nói rằng cháu nên tự mình xây dựng sự nghiệp, không cần lo lắng cho mình không? Thạch Trường Canh hỏi. Vân Thanh suy xét một chút rồi khẽ gật đầu. Hình như có việc này. Mẹ sinh ra cháu vào năm 18 tuổi, tự sát năm 40, tuy chỉ sống 40 năm, nhưng từ sau khi phát sinh sự kiện kia năm 19 tuổi thì 21 năm còn lại mẹ cháu sống như xác không hồn. 21 năm đó, niềm tin duy nhất để cô ấy còn sống chính là nuôi cháu khôn lớn. Thạch Trường Canh nói bằng giọng tràn đầy bi thương. Khi cháu đã lớn, cháu có thể tự lập và cô ấy không còn gì phải lo lắng thì chính thức lựa chọn cái chết. Vì cô ấy biết rõ, đi phu cháu chưa nói, nhưng cháu cũng không muốn có một người mẹ đáng hổ thẹn như vậy. Chỉ cần cô ấy còn sống thì cháu sẽ vĩnh viễn khó thể ngóc đầu lên làm người, nếu cô ấy chết đi, như vậy cháu có thể là một cô gái bình thường, tìm được người chồng tốt, sống vui vẻ sung sướng. Chú nói là cháu hại chết mẹ sao? Vân Thanh run rẩy hỏi. Không, Tiểu Thanh. Không phải cháu, dù là chú hay mẹ cháu, chưa ai có ý nghĩ trách cháu. Thạch Trường Canh lắc đầu. Nhưng, Tiểu Thanh, chú hy vọng cháu hiểu, dù là mẹ đã làm chuyện gì nhưng trong mắt chú, cô ấy vẫn là người phụ nữ xinh đẹp và thanh khiết nhất, cũng là người mẹ vĩ đại nhất trên đời này. Cô ấy vì cháu mà trả giá tất cả mọi thứ, kể cả tính mạng, nếu có thể nói, chú hy vọng cháu có thể thực hiện nguyện vọng của mẹ. Vân Thanh đứng ngơ ngác nơi đó, nàng rất muốn khóc nhưng ráng nhịn. Hình như một lúc lâu sau nàng mới mở miệng nói. Mẹ có nguyện vọng gì? Mẹ cháu tuy gả cho chú, cùng chú xin ra Thuần Thuần, nhưng mẹ cháu không yêu chú, chỉ vì cảm kích chú mà thôi. Thuần Thuần là sự báo đáp của mẹ cháu cho chú, trong đời cô ấy chỉ yêu một người, đó chính là cha cháu. Thạch Trường Canh chậm rãi nói. Tuy cô ấy không được gả cho cha cháu, nhưng đó không phải là lỗi của cha cháu, ông ta vì bảo vệ cháu và mẹ nên mới chết. Vì vậy mẹ cháu luôn hy vọng cháu có thể nhận tổ quy tông, cháu họ Đàm, không phải họ Vân. Không, không thể nào. Vân Thanh rất kích động. Cháu sẽ không phải là họ Đàm, cháu không liên quan gì đến đám họ Đàm,
chính bọn họ hại mẹ cháu như vậy. Tiểu Thanh, cháu đừng kích động, chú sẽ không bắt buộc cháu phải làm gì, mẹ cháu cũng không. Vì vậy mẹ chưa bao giờ nói cho cháu biết những chuyện này, cô ấy chỉ giao ước với chú, nếu cháu quay về huyện Mộc Dương, hơn nữa dừng lại ở huyện Mộc Dương tương đối lâu, như vậy chú mới phải nói ra, nếu không mẹ cũng vĩnh viễn không muốn cho cháu biết. Thạch Trường Canh khẽ thở dài. Tuy cô ấy rất hy vọng cháu làm như vậy, nhưng nếu cháu không thích, mẹ cũng không trách cháu. Thạch Trường Canh chợt dừng lại một chút, sau đó còn nói thêm. Thật ra, Tiểu Thanh, chuyện này dù sao cũng đã rất xa xưa, Đàm gia dù có sai thì niên đại khi đó cũng có thể hiểu được, vì vậy chú hy vọng cháu có thể suy nghĩ lại. Vân Thanh nhìn chiếc áo cưới lớn, lúc này giọng nói, tiếng cười, dáng vẻ của mẹ ngày xưa giống như xuất hiện trước mắt nàng, vô tình nước mắt không khỏi chảy tràn. Chị Vân Thanh, chị đừng khóc, như vậy tôi cũng mất hứng. Hạ Thiên nhìn không được phải nói. Nhưng Hạ Thiên nói mà không phát huy được nhiều tác dụng, ngược lại càng làm cho Vân Thanh khóc lớn hơn, nàng dứt khoát phóng vào lòng Hạ Thiên khóc giống lên. Vân Thanh khóc hơn 10 phút mới dần ngừng lại. Chú Thạch, cảm ơn chú đã nói cho cháu biết những vấn đề này. Vân Thanh khóc một lúc, sau đó nàng mới tỉnh táo trở lại, nàng rời khỏi lòng Hạ Thiên, khẽ xoa mắt và nói với Thạch Trường Canh. Tiểu Thanh, đây là trách nhiệm của chú. Thạch Trường Canh nhìn Vân Thanh, trong ánh mắt mang theo vài phần từ ái. Tuy cháu không phải con của chú, nhưng trước nay chú luôn đối đãi với cháu như con mình. Chú cũng hy vọng sau này cháu có thể xem chú là người nhà, dù sau này cháu có chuyện gì cũng có thể đến tìm chú, nơi đây xem như là nhà mẹ đẻ của cháu. Chương 782, có thể sống đến 30 tuổi. Cảm ơn chú Thạch. Vân Thanh khẽ lên tiếng. Tiểu Thanh, chú biết rõ những chuyện này rất đột ngột đối với cháu, sợ rằng cháu khó thể nào tiếp nhận ngay. Thạch Trường Canh khẽ thở dài. Không phải vậy, chú Thạch. Vân Thanh cắt đứt lời Thạch Trường Canh. Nói thật, tuy rất đột nhiên nhưng cháu rất vui, cháu vui vì chú đã kết hôn với mẹ cháu cũng vui vì mình có một đứa em. Cũng giống như những gì chú đã nói, sau này chú và Thuần Thuần sẽ là người nhà của cháu, chỉ có hai người mới là người nhà chính thức của cháu. Tốt, tốt. Tiểu Thanh, cháu có thể nghĩ như vậy thì quá tốt. Thạch Trường Canh có vẻ rất vui. Những chuyện khác không cần phải nói, Tú Mai đã làm cơm xong, chúng ta cùng dùng cơm. À, người nhà cùng ăn một bữa thật ngon mới được. Thạch Trường Canh dự đoán rất chuẩn, khi hắn đi ra khỏi phòng ngủ thì Vân Tú Mai đã dọn cơm lên bàn ăn. Bầu không khí buổi tối khá hòa hợp, Thạch Trường Canh có vẻ rất vui, còn uống một chai rượu gạo. Hạ Thiên uống khá nhiều, đây là rượu tự nấu. Uống rất tốt, hắn cảm thấy hương vị ngon vì vậy trực tiếp uống khá nhiều. Tiểu Hạ, tửu lượng của cháu rất tốt. Thạch Trường Canh lập tức lau mắt nhìn Hạ Thiên. Rất tốt, thật sự rất tốt, tôi luôn cảm thấy đàn ông uống rượu giỏi mới là đàn ông, có cậu quan tâm chăm sóc Tiểu Thanh, tôi cũng yên tâm. Thạch Trường Canh không đợi Hạ Thiên kịp nói mà tiếp tục. Thật ra Tiểu Hổ cũng có thể uống, nhưng nó thường xuyên lái xe, vì vậy bây giờ không uống rượu. Tôi nói cho cậu biết. Tiểu Hổ thật sự là nhân tài, cậu ấy là thành viên của Hắc Báo, cháu đã nghe nói về Hắc Báo chưa? Đó chính là bộ đội đặc chủng mạnh nhất của đất nước. Cục trưởng, chú đừng khen như vậy, cháu quả thật đã tham gia Hắc Báo, nhưng chưa rèn luyện xong đã bị loại vì không thông qua khảo hạch. Thạch Tiểu Hổ có chút ngượng ngùng. Hắc Báo sao? Hạ Thiên thuận miệng nói một câu. Chỗ đó không được tốt lắm. Thạch Trường Canh nghe nói như vậy thì không khỏi ngẩn ngơ, Thạch Tiểu Hổ cũng có chút xấu hổ. Này, cậu nói gì vậy? Vân Thanh chọc Hạ Thiên. Đừng nói lung tung. Tôi nào có nói lung tung. Hạ Thiên ra vẻ rất vô tội. Tên đội trưởng ngu ngốc của Hắc Báo là Lý Minh Quang, người này thiếu chút nữa đã bị tôi giết chết, nhưng tôi nghe nói bây giờ hắn đã chết rồi. Có phải vậy không? Vân Thanh có chút hoài nghi. Tôi nghe nói đội trưởng Hắc Báo là Lý Minh Quang, nhưng tôi chưa từng được thấy anh ta, khi đó huấn luyện viên của chúng tôi có họ Tống. Thạch Tiểu Hổ nói, à, tên kia là Tống Vệ Quốc, cũng rất lợi hại so với Lý Minh Quang, nhưng cũng không phải là đối thủ của tôi. Hạ Thiên hời hợt nói, Thạch Tiểu Hổ không khỏi ngẩn ngơ. Hạ Tiên Sinh, cậu thật sự biết huấn luyện viên Tống sao? Tôi không quen anh ta. Hạ Thiên thuận miệng trả lời. Thạch Tiểu Hổ lại rất tin tưởng lời này của Hạ Thiên, hắn thấy Hạ Thiên không thể nào quên thuộc Tống Vệ Quốc cho được. Khụ khụ. Không nói đến vấn đề này nữa, dùng cơm thôi. Thạch Trường Canh lúc này ở bên cạnh nói.
Vân Thanh dùng ánh mắt quái dị nhìn Hạ Thiên, nàng thấy những gì hắn nói có lẽ là thật. Cô bé Thạch Thuần ngồi trên bàn cơm rất yên lặng, nàng cũng ăn rất ít, hầu như không vào được bao nhiêu thức ăn. Nàng nhìn Vân Thanh, rõ ràng rất tò mò vì người chị lớn tướng này. Thuần Thuần, sao không ăn nữa? Vân Thanh dịu dàng hỏi, đột nhiên có một cô em, tuy vừa rồi nàng rất kinh ngạc nhưng sau khi tỉnh táo lại thì cảm thấy vui sướng. Nhưng cô em gái này có lẽ là bị bệnh, ăn cơm rất ít, điều này làm nàng không khỏi cảm thấy lo lắng. Chị, em ăn no rồi. Thạch Thuần dùng giọng trong trẻo nói. Nhưng chị thấy em vẫn chưa ăn được bao nhiêu cả, ngay cả canh cũng chỉ mới uống được nửa chén. Vân Thanh không khỏi nói. Tiểu Thanh, Thuần Thuần chỉ ăn được như vậy thôi. Thạch Trường Canh khẽ thở dài, hắn vốn rất vui nhưng bây giờ cũng không nhịn được phải cảm thấy sầu não. Sức khỏe của mẹ cháu không được tốt, Thuần Thuần lại sinh non, thể chất rất yếu, những năm nay chú luôn dùng thuốc đông y cho nó, tuy bây giờ đã tốt hơn một chút nhưng vẫn rất kém cỏi. Sao, Thuần Thuần không việc gì đấy chứ? Vân Thanh vội vàng sốt ruột, nàng cuối cùng cũng hiểu, em mình không phải giống như có bệnh, rõ ràng là thật sự có bệnh. Chẳng qua sức khỏe kém, nếu không có gì trở ngại thì tương đối dễ sinh bệnh, thời tiết biến đổi sẽ bị cảm, nhưng cũng may những năm gần đây không sinh bệnh quá nặng. Thạch Trường Canh có chút bất đắc dĩ. Những năm qua chú có đưa Thuần Thuần đến gặp nhiều bác sĩ, nhưng bọn họ đều không có biện pháp gì. Cũng may có một lão trung y rất tốt, chậm rãi điều trị cho Thuần Thuần, những năm này nó đã tốt hơn một chút, có lẽ sẽ khỏe hẳn lên. Không có gì là tốt rồi. Vân Thanh khẽ thở ra. Chị Vân Thanh, thật ra cô bé rất khó khá hơn. Hạ Thiên lại nói một câu. Vân Thanh chợt cả kinh, nàng vội hỏi. Có ý gì? Ngay từ khi sinh ra sức khỏe đã yếu nhược, sau này chữa trị phần ngọn, khó thể chữa gốc. Hạ Thiên vung tay nắm lấy cổ tay của Thạch Thuần, vài giây sau hắn tiếp tục nói. À, trình độ kê đơn của bị thầy thuốc kia cũng rất tốt, nếu không cô bé chỉ sống được đến 10 tuổi, bây giờ có thể sống đến hơn 30, nhưng không thể kết hôn sinh con. Điều này, Hạ Thiên, cậu cũng là thầy thuốc sao? Vẻ mặt Thạch Trường Canh chợt biến đổi. Cậu nói thật sao? Đúng. Chú Thạch, Hạ Thiên là thầy thuốc. Vân Thanh lúc này mới nhớ, sau đó nàng giống như tìm được cứu tinh, nàng chụp lấy tay Hạ Thiên. Cậu có biện pháp chữa trị cho Thuần Thuần, có phải không? Chị Vân Thanh, tôi có biện pháp, chỉ cần không phải là người chết thì tôi có thể chữa được. Hạ Thiên trả lời. Vậy cậu mau chữa cho Thuần Thuần đi. Vân Thanh bây giờ rất sốt ruột, điều này cũng khó trách, nàng biết mình có em gái, còn chưa kịp vui sướng thì biết em căn bản khó sống như người thường. Em nàng chỉ sống được 30 tuổi, điều này không làm nàng nôn nóng sao? Chị Vân Thanh, chuyện này có chút phiền toái. Hạ Thiên ra vẻ khó xử. Có phiền toái gì? Vân Thanh vội vàng nôn nóng. Tôi mặc kệ cậu có phiền toái gì, tóm lại cậu phải chữa tốt cho nó. Tiểu Thanh, cháu đừng vội. Thạch Trường Canh không hiểu rõ tình huống nhưng vẫn mở miệng khuyên bảo. Dù muốn trị bệnh thì cũng không cần nóng lòng nhất thời, trước tiên cơm nước xong rồi nói sau. Đúng vậy, chị Vân Thanh, không cần vội, muộn một chút cũng không có vấn đề gì. Hạ Thiên cũng nói. Vân Thanh tỉnh táo trở lại, nàng cũng thấy mình quá nôn nóng. Được rồi, lát nữa nói sau. Vân Thanh khẽ nói. Đúng lúc này chuông điện thoại của Hạ Thiên lại vang lên. Ông xã, điện thoại kìa. Chương 783, không cần ép cô bé làm vợ. Hạ Thiên lấy điện thoại ra, hắn phát hiện người điện thoại đến là Kiều Tiểu Kiều. Vì vậy lập tức nhận điện thoại. Chồng, anh đang ở huyện Mộc Dương sao? Điện thoại vừa được nối thông thì Kiều Tiểu Kiều đã mở miệng hỏi. Đúng vậy, khi nào thì em đến? Hạ Thiên trả lời. Em còn phải vài ngày nữa. Kiều Tiểu Kiều nói. Đúng rồi, chồng, Dương San có điện thoại cho anh không? Dương San sao? Hạ Thiên có chút mê hoặc. Không, sao cô ấy lại điện thoại cho anh? Cô ấy đã điện thoại cho em. Nói rằng hôm nay sẽ quay về huyện Mộc Dương, em nói số điện thoại của anh cho cô ấy biết, để cô ấy điện thoại cho anh. Khi đó cô ấy đã đồng ý, đáng lý ra cô ấy phải đến rồi, sao không điện thoại cho anh? Kiều Tiểu Kiều trầm ngâm một chút. Thế này đi, chồng, trước tiên em liên lạc với Dương San thử xem, lát nữa em sẽ điện thoại cho anh. Được rồi. Hạ Thiên cũng không có ý kiến gì. Kiều Tiểu Kiều cúp điện thoại, lúc này Hạ Thiên tiếp tục ăn tối với Vân Thanh. Sau khi ăn xong thì Kiều Tiểu Kiều lại điện thoại đến. Chồng,
em không liên lạc được với Dương San, nhưng em hỏi vị phó chủ tịch Mạn kia thì biết Dương San đang ở khách sạn Đông Thăng, phòng 406, anh có thể đến đó tìm cô ấy. Kiều Tiểu Kiều nhanh chóng nói. Hạ Thiên có chút kỳ quái. Vợ, sao anh phải đến tìm nha đầu kia? Chồng, lần này Thanh Phong Sơn sở dĩ nổi tiếng cũng vì công lao của Dương San, em tin trong đấu thầu khai phá lần này cô ấy sẽ có tác dụng đặc thù. Hơn nữa Dương San là người thôn Thanh Phong, sau này chúng ta khai phá Thanh Phong Sơn phải làm tốt quan hệ với nhân dân bản xứ, vì vậy em cảm thấy trước tiên chúng ta nên liên hệ với Dương San. Kiều Tiểu Kiều giải thích một phen, nàng suy nghĩ chu đáo, không theo kiểu làm việc ngẫu hứng như Hạ Thiên. Anh bây giờ gặp mặt lại muốn đánh cô ta. Hạ Thiên dùng giọng có chút phẫn nộ nói, nếu không phải nha đầu Dương San thì bây giờ hắn không cần lo lắng vì chuyện Thanh Phong Sơn. Như vậy nhé, thôi bỏ qua. Đợi mấy ngày nữa em đến huyện Mộc Dương sẽ liên lạc với Dương San. Kiều Tiểu Kiều cũng không muốn cưỡng cầu Hạ Thiên, nàng dùng giọng có chút bất đắc dĩ nói. Hạ Thiên nhận điện thoại bên ngoài sân, khi hắn cúp điện thoại thì phát hiện Vân Thanh đang đứng bên cạnh. Vợ nào gọi điện thoại cho cậu? Vân Thanh dùng giọng nhàn nhạt hỏi, trong giọng nói giống như có chút ghen tuông. Là Kiều Tiểu Kiều. Hạ Thiên cũng không giấu, thân là một người đàn ông lăng nhăng. Hạ Thiên biết khuyết điểm lớn nhất chính là quá thẳng thắn, nhưng cũng biết đó là một ưu điểm. Cô ấy muốn đến đây sao? Vân Thanh hỏi một câu, nàng nhớ Hạ Thiên đã từng nói Kiều Tiểu Kiều muốn đến đây. Còn phải vài ngày nữa. Hạ Thiên vẫn thành thật trả lời. Vân Thanh không khỏi bội phục Hạ Thiên, người này quá lăng nhăng mà hoàn toàn cảm thấy như vậy chẳng có gì là không đúng. Nhưng nàng không có biện pháp gì với hắn, trên đời này có nhiều người đàn ông. Nhưng thật sự làm nàng không thể kháng cự chỉ có một, nàng cũng không hiểu vì sao Kiều Tiểu Kiều lại chẳng để ý đến vấn đề này. Vân Thanh nghĩ mãi mà không rõ, vì vậy nàng dứt khoát không quan tâm đến nữa. Lúc này nàng thậm chí đã tin những lời nói của Hạ Thiên ở thủ đô, nàng thật sự sẽ là phụ nữ của hắn, trước đó nàng kháng cự những người đàn ông khác là vì chờ hắn, có lẽ cũng có phần đúng. Cậu nói chữa bệnh cho Thuần Thuần sẽ có phiền toái, rốt cuộc là phiền toái gì? Vân Thanh mở miệng hỏi, thật ra đây mới là vấn đề mà nàng muốn biết, nhưng khi thấy Hạ Thiên gọi Kiều Tiểu Kiều là vợ thì nàng cũng không nhịn được phải có chút ghen. Thể chất của cô bé quá kém, cần phải làm cho thể chất trở nên tốt hơn, như vậy chỉ có một biện pháp. Hạ Thiên trả lời, phải tẩy tủy. Tẩy tủy sao? Vân Thanh vẫn nghĩ không ra. Nếu tẩy tủy có thể tốt, sao còn nói là phiền toái? Vân Thanh đã biết được điểm thần kỳ của tẩy tủy. Nàng cũng tin tẩy tủy sẽ có thể chữa tốt cho em mình, nhưng nàng không hiểu vì sao Hạ Thiên lại nói phiền toái. Hình như khi tẩy tủy cho nàng thì không có phiền toái gì, tuy trong người có thêm một phần chân khí, nhưng đây không phải là lợi ích sao? Chị Vân Thanh, tẩy tủy có được rất nhiều chỗ tốt. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Vân Thanh không nghĩ ra. Không tốt sao, tôi cũng hy vọng Thuần Thuần có được chỗ tốt như vậy. Nhưng, chị Vân Thanh, tôi đã sớm quyết định rồi. Chỗ tốt này chỉ vợ tôi mới có được, không thể cho người khác xài ké. Hạ Thiên chân thành nói. Em của chị mới hơi lớn, em không thể lấy cô bé làm vợ, vì vậy chuyện này có chút phiền. Vân Thanh dở khóc dở cười, Hạ Thiên không muốn lấp cô bé làm vợ sao? Nàng cũng không muốn cô em gái chưa đến 10 tuổi của mình lại bị sắc lang này tàn phá. Thuần Thuần là em tôi, cũng chính là em cậu giúp em chữa bệnh không được sao? Không phải chỉ làm vợ mới chị đấy chứ? Hơn nữa không phải tôi đã làm vợ cậu rồi sao? Vân Thanh có chút tức giận. Tôi mặc kệ cậu nghĩ thế nào, tóm lại cậu phải chữa bệnh cho Thuần Thuần. Chị Vân Thanh, chị chưa gọi tôi là chồng. Hạ Thiên chăm chú nói. Chỉ là một cách xưng hô mà thôi, cậu so đo như vậy làm gì? Vân Thanh tức giận nhìn Hạ Thiên. Cậu muốn tôi gọi là chồng sao? Tôi gọi là được, chồng. Rất dễ nghe, chị Vân Thanh, chị gọi lại hai tiếng nữa. Hạ Thiên cười hì hì nói. Vân Thanh dở khóc dở cười. Cậu đừng đùa, mau đi chữa bệnh cho Thuần Thuần. Chị Vân Thanh, không gọi hai tiếng sao? Hạ Thiên không muốn buông tha. Chồng, hài lòng chưa? Vân Thanh rơi vào đường cùng đành phải gọi hai tiếng. À, bây giờ dễ nghe hơn rồi. Hạ Thiên cười hì hì. Được rồi, chị Vân Thanh, bây giờ chúng đi chữa bệnh cho em chị. Tuy Hạ Thiên vốn nghĩ chỉ dùng nghịch thiên đệ tứ châm cho vợ, nhưng đây là em của Vân Thanh, vì vậy hắn phá lệ. Dù sao trước đó cũng đã bị quỷ keo Kiệt Ninh Khiết chiếm tiện nghi lớn, bây giờ cho em của Vân Thanh chiếm tiện nghi cũng chẳng sao,
chút nữa chiếm lại chút tiện nghi trên người Vân Thanh là được. Có nắm chắc không? Khi thấy Hạ Thiên cuối cùng cũng đồng ý chữa bệnh cho Thuần Thuần thì Vân Thanh đã vui sướng hơn rất nhiều, sau đó lại có chút bất an. Chị Vân Thanh, chị cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ làm cho em gái của chị trở nên vui vẻ. Hạ Thiên rất có niềm tin, hắn đã tẩy tủy 10 lần, tất cả đều không có vấn đề. À, vậy thì chúng ta vào. Vân Thanh lựa chọn cách tin vào Hạ Thiên, nàng càng ở lâu bên cạnh Hạ Thiên, càng cảm thấy hắn có năng lực thần kỳ. Vân Thanh kéo tay Hạ Thiên vào nhà, nàng nói với Thạch Trường Canh đang ngồi trong phòng khách. Chú Thạch, bây giờ Hạ Thiên sẽ chữa bệnh cho Thuần Thuần, chú xem có vấn đề gì không? Chương 784, quả nhiên không nên làm chuyện tốt. Thạch Trường Canh thật ra cũng không biết Hạ Thiên, dù hắn đã thật sự thông qua tư liệu của cảnh sát để điều tra về Hạ Thiên nhưng trên cơ bản lại chẳng thu hoạch được gì. Thật ra đây cũng là vì hắn tìm nhầm. Bây giờ muốn thông qua phương pháp chính quy để biết được thân phận của Hạ Thiên thì rất khó, vì tư liệu của Hạ Thiên đã được mã hóa, với quyền hạn của Thạch Trường Canh thì căn bản không thể điều tra được gì. Nếu Thạch Trường Canh lên mạng tìm thì chắc chắn sẽ có thể biết được nhiều thông tin về Hạ Thiên, đáng tiếc là Thạch Trường Canh căn bản không đi theo hướng này. Những người ở vào độ tuổi như hắn thường chẳng biết nhiều về vấn đề máy tính, vì vậy đến bây giờ hắn vẫn chưa biết được Hạ Thiên là ai. Ngược lại những lời bình luận của Hạ Thiên về hắc báo trong bữa cơm làm cho hắn cảm thấy thân phận của đối phương là không tầm thường. Dù Thạch Trường Canh hiểu biết rất ít về Hạ Thiên, nhưng hắn lập tức đồng ý cho Hạ Thiên chữa bệnh cho con gái mình. Không phải vì hắn không quan tâm đến con gái mà lựa chọn tin tưởng Vân Thanh, hắn có thể thấy được tuy hôm nay Vân Thanh lần đầu tiên gặp mặt Thuần Thuần nhưng vẫn yêu thương em từ tận đáy lòng. Nếu Vân Thanh cho rằng Hạ Thiên có thể chữa tốt cho Thuần Thuần, như vậy cũng không có vấn đề, chắc chắn sẽ không có gì xảy ra. Không thể nghi ngờ phán đoán của Thạch Trường Canh là cực kỳ chính xác, một giờ sau Hạ Thiên đã hoàn thành tẩy tủy cho nha đầu Thạch Thuần. Lúc này hắn tẩy tủy rất khác biệt, không riêng gì là lần đầu tẩy tủy cho một cô bé, hơn nữa còn là lần đầu tiên tẩy tủy cho một người mặc quần áo. Vì Hạ Thiên không muốn ép cô bé này làm vợ, hơn nữa hắn cảm thấy cô bé gầy dơ xương này chẳng có gì đáng để nhìn. Vì vậy hắn không yêu cầu Thạch Thuần cởi quần áo mà trực tiếp thi châm. Vân Thanh cũng không cảm thấy có gì đó không đúng, vì lần trước Hạ Thiên cũng không yêu cầu nàng cởi quần áo, chẳng qua khi đó nàng không mặc quần áo mà thôi. Nhưng nếu Mị Nhi biết rõ điều này thì nhất định sẽ sống mái với Hạ Thiên một trận, người này lần trước tẩy tủy bắt buộc phải để nàng cởi quần áo, còn Mộc Hàm ở bên cạnh làm chứng, sau đó nhân cơ hội chiếm nhiều tiện nghi của nàng. Tất nhiên Mị Nhi sẽ không biết chuyện này. Nếu nàng biết cũng sẽ chẳng thể đánh Hạ Thiên. Nàng biết rõ tên này luôn có ý với mình, nếu nàng thật sự muốn đánh hắn thì rõ ràng là tự chui đầu vào giỏ. Hạ Thiên cũng khẳng định rất hy vọng Mị Nhi đến tìm mình, vì hắn bây giờ đang rất nhàm chán. Hạ Thiên vốn nghĩ rằng nha đầu Thạch Thuần chiếm tiện nghi của mình, hắn sẽ chiếm tiện nghi của Vân Thanh để bù vào. Nhưng sau khi hắn chữa bệnh xong cho Thạch Thuần thì Vân Thanh đi tắm rửa cho em, sau đó nàng dạy nội công tâm pháp học được từ Hạ Thiên cho Thạch Thuần. Điều này cũng không có vấn đề, khốn nổi Thạch Thuần không phải là một đệ tử có thiên phú, mà Vân Thanh cũng không phải thầy giỏi, vì vậy mà nàng mất vài giờ còn chưa dạy được đệ tử. Thạch Trường Canh chuẩn bị cho Hạ Thiên và Vân Thanh một gian phòng ngủ, lúc này Hạ Thiên đang nhàm chán nằm trên giường chờ Vân Thanh đến. Nhưng hắn chờ mãi đến 12 giờ khuya mà nàng còn đang ở bên kia dạy bảo em gái bảo bối học nội công, cuối cùng Hạ Thiên cũng đành buồn bực ngủ một mình. Đúng là khó thể tùy tiện làm tốt mọi chuyện. Làm tốt thì chưa chắc có kết cục tốt. Hạ Thiên lầm bầm một câu trước khi chìm vào giấc ngủ, hắn làm một việc tốt, kết quả là bị vợ treo máng. Sáng hôm sau, Thạch Trường Canh nhìn con gái mà nghi ngờ mình đang mơ, con gái có sức ăn kém đến mức đáng thương này hôm nay ăn hai quả trứng gà, một tô cháo thịt cũng bị ăn hơn phân nửa. Thuần Thuần, ăn chậm một chút kẻo mắc nghẹn. Vân Thanh nhìn không được phải khẽ nói. Biết rồi chị. Thạch Thuần lên tiếng. Sau đó nàng nhanh chóng tiêu diệt nửa tô cháo còn lại, cuối cùng còn nhìn sang Vân Tú Mai. Chị Tú, còn mì không? Thuần Thuần, con không sao đấy chứ? Thạch Trường Canh cuối cùng cũng không nhịn được phải hỏi, con gái á được nhiều một chút vốn là chuyện mừng, nhưng đột nhiên ăn nhiều như vậy, không khỏi làm hắn cảm thấy con mình không được bình thường. Yên tâm đi, cô ấy không sao. Hạ Thiên vô tình nói một câu. Thân thể của cô ấy cực kỳ thiếu dinh dưỡng, cần bổ sung gấp. Những ngày sau nên để cô ấy ăn uống thoải mái, chỉ cần nửa tháng sau thì cô ấy sẽ khôi phục lại như người thường, khi đó sẽ hoàn toàn tốt đẹp. Hạ Thiên cũng không cảm thấy kỳ quái vì tình huống của Thạch Thuần, thực tế thì cô bé này cũng giống như Kiều Tiểu Kiều,
thể chất khi sinh ra rất kém cỏi. Nhưng Thạch Thuần dù sao cũng may mắn hơn Kiều Tiểu Kiều, khi Kiều Tiểu Kiều gặp mặt Hạ Thiên thì mới 16 tuổi, khi đó hắn còn chưa học được nghịch thiên đệ tứ châm. Bây giờ Thạch Thuần mới 9 tuổi đã được gặp hắn với nghịch thiên đệ tứ châm, vì vậy mà được chữa trị hoàn toàn. Chú Thạch, yên tâm đi, nếu Hạ Thiên đã nói như vậy thì không có gì đâu. Vân Thanh vội vàng nói. Thạch Trường Canh lập tức thở ra. Không có gì là tốt, Tú Mai, làm thêm cho Thuần Thuần một tô mì nữa. Cha, chị rất giỏi, tối qua còn dạy con võ công, bây giờ còn cảm thấy toàn thân tràn đầy sức lực, chút nữa con sẽ ra ngoài đi chơi với chị, cha có chịu không? Thạch Thuần có chút hưng phấn, vì nguyên nhân sức khỏe tốt hẳn lên mà bây giờ nàng cũng hoạt bát lên rất nhiều. Không chịu. Người trả lời lại là Hạ Thiên. Anh rể, sao lại không? Thạch Thuần trừng mắt, ánh mắt có chút cổ quái. Bây giờ sức khỏe của em vẫn chưa tốt, không nên ra cửa, nửa tháng sau hãy ra ngoài rong chơi. Hạ Thiên nghiêm trang trả lời. Như vậy sao? Thạch Thuần có chút thất vọng, nhưng nàng lại vui sướng. Như vậy nửa tháng sau em có thể ra ngoài chơi sao? Đúng vậy, lúc đó hoàn toàn có thể. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Chị, khi đó đến chơi với em nhé. Tuy chỉ biết nhau một buổi tối nhưng bây giờ Thạch Thuần giống như không muốn rời xa Vân Thanh, nhưng hai người là chị em, như vậy cũng không có gì kỳ lạ. Ừ, chị sẽ đến. Vân Thanh gật đầu đồng ý. Vài ngày sau nếu có rảnh chị cũng đến chơi với em. Chị Vân Thanh, chúng ta còn có chuyện. Hạ Thiên lập tức nói. Chuyện gì? Vân Thanh có chút kinh ngạc. Tôi cần phải đi tìm người. Hạ Thiên trả lời. Chị đi cùng tôi. Được rồi. Vân Thanh có chút chần chừ, sau đó thì đồng ý. Cứ như vậy mà xong bữa cơm sáng, hai người rời khỏi Thạch gia, Hạ Thiên lúc này mới vui sướng trở lại, cuối cùng cũng kéo chị Vân Thanh ra ngoài. Cậu muốn tìm ai? Khi lên xe thì Vân Thanh không khỏi hỏi, tối qua nàng không phải nghe hắn nói Kiều Tiểu Kiều chưa đến à? Theo lý mà nói thì hắn không còn người quen nào ở huyện Mộc Dương chứ. Chương 785, đạp sai cửa. Nghe được câu hỏi của Vân Thanh mà Hạ Thiên không biết phải trả lời thế nào, vì hắn không có tính toán đi tìm ai, chẳng qua chỉ không muốn chị Vân Thanh bị cô bé Thạch Thuần cướp mất mà thôi. Thực tế bây giờ Thạch Thuần có thể ra ngoài vui chơi, hắn cố ý nói không được, chính là vì không muốn Vân Thanh mãi đi chơi cùng Thạch Thuần, vì như vậy hắn sẽ bị gạt sang một bên. Khi thấy Hạ Thiên không nói gì thì Vân Thanh có chút nghi ngờ. Này, không phải cậu gạt tôi đấy chứ? Chị Vân Thanh, ai lại gạt chị? Hạ Thiên lập tức phủ nhận, hắn sẽ không thừa nhận vấn đề này. Vậy cậu nói đi, cậu muốn tìm ai? Vân Thanh thật sự nghi ngờ Hạ Thiên gạt mình, buổi sáng khi thức dậy và nhìn thấy Hạ Thiên, nàng phát hiện vẻ mặt hắn có hơi buồn bực. Nàng cũng biết nguyên nhân, vì tối qua nàng cứ ở bên cạnh Thạch Thuần, không đến với hắn. Vân Thanh không đợi Hạ Thiên trả lời mà nói thêm. Này, nếu cậu thật sự gạt tôi cũng có thể nói cho cậu biết, tôi không trách cậu. Còn nữa, tôi vất vả lắm mới biết mình có một đứa em, tất nhiên muốn bớt chút thời gian cho nó, cậu cũng đừng nhỏ mọn như vậy. Chị Vân Thanh, tôi thật sự không lừa chị. Hạ Thiên ra vẻ chăm chú. Tôi thật sự muốn đi tìm người. Nhưng nơi đây có người nào cậu quen sao? Vân Thanh có chút mất hứng. Người này không chịu thừa nhận đang gạt mình sao? Dù có gạt thì nàng cũng không tức giận, dù sao nàng biết hắn gạt vì muốn ở cùng một chỗ với mình, tuy nàng cảm thấy không thích ứng nhưng cũng chẳng có gì, dù sao người này chỉ cần nhìn qua là biết tâm lý chưa trưởng thành, làm ra những việc như vậy cũng chẳng có gì lạ. Chị Vân Thanh, là thế này, chị còn nhớ tối qua Tiểu Kiều điện thoại cho tôi không? Hạ Thiên nghiêm trang hỏi. Nhớ, có liên quan đến cô ấy sao? Vân Thanh có chút kỳ quái. Không phải cậu nói cô ấy vài ngày nữa mới đến sao? Đúng vậy, nhưng Tiểu Kiều nói tôi đi tìm nha đầu Dương San. Hạ Thiên trả lời. Tối qua Tiểu Kiều nói tôi đi tìm nha đầu kia, nhưng, chị Vân Thanh, tối qua chị để tôi chữa bệnh cho em gái, vì vậy tôi không thể đi được. Dương San. Vân Thanh khẽ nhíu mày. Người này hình như tôi đã nghe qua ở đâu rồi thì phải. À, chính là nha đầu vẽ tranh Thanh Phong Sơn rồi post lên mạng. Hạ Thiên giải thích một câu. Là cô ấy sao? Vân Thanh cuối cùng cũng nghĩ ra. Cậu tìm cô ta làm gì? Tiểu Kiều muốn tôi và cô ta làm quen một chút, như vậy sau này chúng ta mua Thanh Phong Sơn, nhà đầu kia có thể giúp chúng ta một chút. Hạ Thiên trả lời, thật ra hắn không muốn đi tìm Dương San, nhưng vì chứng minh mình không gạt Vân Thanh,
hắn đành quyết định đi tìm Dương San. Như vậy sao, cậu biết Dương San ở đâu không? Vân Thanh lúc này bắt đầu có chút tin tưởng. Biết, cô ấy ở khách sạn Đông Thăng, phòng 406. Hạ Thiên trả lời ngay. Khách sạn Đông Thăng. Vân Thanh chợt ngẩn ngơ, sau đó nàng không nhịn được phải nói. Hôm qua chúng ta náo loạn ở nơi đó, bây giờ đi vào thì không tốt lắm. Chị Vân Thanh đừng sợ, bà già hôm qua còn đang nằm trong bệnh viện chưa tỉnh lại, sẽ không thể tìm chị gây phiền được. Còn đám bảo vệ kia, nếu bọn họ còn dám đến gây phiền sẽ cho hôn mê theo bà già kia. Hạ Thiên không quan tâm. Vân Thanh suy nghĩ rồi gật đầu. Vậy thì được, tôi đi với cậu. Vân Thanh nói xong thì khởi động xe chạy về phía khách sạn Đông Thăng. Chị Vân Thanh, chị xem, tối qua vì chữa bệnh cho em chị mà tôi từ chối lời đề nghị của Tiểu Kiều, chị thấy tôi có tốt với chị không? Hạ Thiên cười hì hì nói. Được rồi, biết cậu rất tốt với tôi, như vậy được chưa? Giọng nói của Vân Thanh chợt trở nên dịu dàng. Tôi cũng sẽ tốt với cậu, chồng à. Vân Thanh nói hai chữ chồng à có vẻ rất thật lòng thật ý, nghe cực kỳ quyến rũ, điều này làm cho Hạ Thiên hưng phấn, quả nhiên gạt được vợ mới có lợi. Thị trấn Mộc Dương nhỏ đến mức đáng thương, khách sạn Đông Thăng cũng tương đối gần với Thạch Gia, Vân Thanh chỉ chạy vài phút đã dừng lại, hai người xuống xe rồi tay trong tay đi vào khách sạn. Một tên bảo vệ đứng ở cửa khách sạn thấy Hạ Thiên và Vân Thanh đi đến thì chợt sững sờ. Là mày, các người. Sao vậy, chúng tôi không được vào sao? Hạ Thiên trừng mắt nhìn tên bảo vệ. Được, tất nhiên là được, mời vào. Tên bảo vệ lập tức phản ứng, hắn liên tục nói. Hắn cũng là một trong số đám bảo vệ tự nhiên gục xuống ngày hôm qua, tất nhiên bọn họ té xỉu thì tỉnh lại sau 2 giờ, sau đó phát hiện mình không sao, vì vậy tất cả quay lại khách sạn. Trong nhóm bọn họ có vài người rất ngột ngạt, muốn tìm tính sổ Hạ Thiên và Vân Thanh, nhưng bọn họ nhanh chóng nhận được chỉ thị của ông chủ, để bọn họ không cần truy cứu chuyện này. Bọn họ cũng mơ hồ nghe đồn cặp nam nữ kia rất có bối cảnh, ngay cả ông chủ cũng không dám chọc vào, đến lúc này bọn họ cũng không dám dây dưa. Tên bảo vệ nhìn Vân Thanh và Hạ Thiên, khoảnh khắc này hắn cảm thấy hơi run. Ngày hôm qua sau khi hắn tỉnh lại thì cũng chẳng hiểu vì sao mình té xỉu. Vì vậy bây giờ hắn phải liên tục mời Hạ Thiên và Vân Thanh vào cửa, mãi đến khi hai người biến mất trong thang máy thì hắn mới khẽ thở ra, may mà lần này không xỉu. Hạ Thiên nhanh chóng tìm được phòng 406, hắn dùng tay gõ mạnh vào cửa. Sáng sớm mà ồn ào cái gì? Chúng tôi còn đang ngủ. Bên trong truyền đến âm thanh của một người đàn ông, hình như rất tức giận. Vân Thanh không khỏi sững sờ. Có phải cậu nhớ lộn tên phòng không? Không. Hạ Thiên có chút kỳ quái, sau đó hắn ghé tai rồi nói. Bên trong có hai người, có thể là nha đầu Dương San đang cùng chơi bời với một người đàn ông nào đó. Hạ Thiên khoát tay, hắn gõ cửa rồi còn nói. Này, mau mở cửa, nếu không tôi đạp cửa. Ai vậy, dù là cảnh sát cũng không có quyền đạp cửa. Người đàn ông trong phòng cực kỳ tức giận. Hạ Thiên không còn kiên nhẫn, hắn nhấc chân đá văng cánh cửa, tuy hắn phải an phận ở huyện Mộc Dương. Nhưng hắn an phận cũng đúng người đúng việc mà thôi. Á! Một tiếng thét vang lên, một người phụ nữ nửa thân trần phải dùng mền phủ lên người, trên giường còn có một người đàn ông vừa mới mặc quần, vẻ mặt có chút bối rối, vẻ mặt người phụ nữ lại rất hoảng sợ. Ủa, hình như đạp lộn cửa rồi. Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn người phụ nữ kia. Nhà đầu Dương San đâu? Vân Thanh lúc này cũng nhìn người phụ nữ kia, nàng không khỏi kinh ngạc. Là cô! Chương 786, cặp nam nữ yêu đương vụng trộm. Người phụ nữ này cũng 30 tuổi, tướng mạo rất quyến rũ, tuy chênh lệch không nhỏ khi so với Vân Thanh, nhưng nếu trong mắt người thường thì cũng tuyệt đối được xưng tụng là mỹ nữ. Vân Thanh sao? Vẻ mặt người phụ nữ có chút tái nhợt. Cô, sao cô lại ở đây? Các người là ai? Các người muốn làm gì? Người đàn ông kia cực kỳ tức giận, hắn tuổi tác không lớn, chỉ khoảng 30, tướng mạo bình thường. Tóc rất dài, nếu so với người phụ nữ kia thì còn dài hơn, rất có hương vị nghệ sĩ. Không có gì, chỉ là đạp sai cửa mà thôi. Hạ Thiên thuận miệng nói, sau đó hắn kéo Vân Thanh muốn đi ra. Chị Vân Thanh, chúng ta đi thôi. Đợi chút. Người phụ nữ lập tức nôn nóng. Vân Thanh, cô có điều kiện gì cứ nói, chỉ cần đừng nói chuyện này ra ngoài là được. Nếu có gan cướp chồng người ta, như vậy cũng đừng nên sợ người ta sẽ biết. Vân Thanh dùng ánh mắt khinh thường nhìn người phụ nữ kia. Nhưng cô yên tâm,
tôi không có hứng thú với những chuyện hư hỏng của cô, chúng tôi chỉ đến tìm Dương San. Cô thật sự đến tìm Dương San? Người phụ nữ có chút nghi ngờ, nhưng sau đó lại nói thêm. Dương San ở đối diện, cô ấy ở phòng 407. Chồng, chúng ta đi thôi. Vân Thanh kéo Hạ Thiên ra ngoài, sau đó gõ cửa phòng đối diện. Lúc này cửa phòng nhanh chóng mở ra, một cô gái còn ngái ngủ xuất hiện trước mặt hai người, nhưng đây không phải là Dương San, là bạn học của Dương San, là Nhạc Dương. Ai vậy, người ta còn chưa tỉnh. Á, Nhạc Dương ngáp một cái, lần đầu tiên nàng đến đây nên chưa thích ứng, tối qua lại ngủ hơi khuya, nhưng khi nàng thấp Hạ Thiên thì không khỏi lùi ra phía sau một bước rồi kêu lên. Sao lại là anh muốn gì, tôi đã nói với anh rồi, anh cũng đừng sàm sỡ với Dương San nhà chúng tôi. Này, đừng nói bậy bạ, tuy tôi không thích đánh người quái dị, nhưng nếu cô còn nói lung tung thì tôi cũng đánh luôn. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Nhạc Dương. Tôi cũng không có hứng sàm sỡ nha đầu Dương San, dáng người không ra gì. Anh. Nhạc Dương quá tức giận. Tôi không phải người quái dị, tôi chỉ không đẹp bằng vợ anh mà thôi. Vậy là đủ rồi, không đẹp hơn vợ tôi đều là quái dị. Hạ Thiên dùng giọng hào hùng nói. Gương mặt Nhạc Dương chợt thâm đen, lý luận chó má gì vậy, đúng là thằng khùng tự kỷ, nói ra thì phụ nữ cả thế giới nhổ nước miếng dìm chết từ lâu rồi. Nhạc Dương. Là ai vậy? Bên trong truyền ra âm thanh của Dương San, nàng còn đang mơ mơ màng màng, xem ra đến bây giờ vẫn còn chưa tỉnh. Là người sàm sỡ cậu. Nhạc Dương thuận miệng lên tiếng. Sao? Dương San kêu lên một tiếng duyên dáng, rõ ràng nàng rất sợ. Này, rốt cuộc anh đến làm gì? Nhạc Dương dùng ánh mắt bất mãn nhìn Hạ Thiên. Có việc gì cứ nói, không thì phán đi. Tôi không đến tìm cô quan tâm tôi đi hay không làm gì? Hạ Thiên có chút mất hứng, tuy hắn cũng không tình nguyện đi tìm Dương San, nhưng hắn không tình nguyện là một chuyện, người khác muốn đuổi đi là một chuyện. Dù hắn phải đi thì cũng là bản thân tình nguyện mới được, hắn sao có thể để người khác đuổi đi. Nhạc Dương, cho anh ta vào. Lúc này âm thanh của Dương San lại truyền ra. Dương San, sao bạn có thể cho anh ta vào? Người này chắc chắn không tốt lành gì. Nhạc Dương vội vàng nói. Nhưng nàng còn chưa dứt lời thì cảm thấy một luồng khí lực cực mạnh phóng đến, điều này làm nàng không tự chủ được phải lui về phía sau, mãi đến khi lui đến bên cạnh giường thì ngồi xuống. Lúc này Hạ Thiên cũng mang theo Vân Thanh đi vào không chút hoang mang. Vân Thanh không nói gì, nàng nghe Nhạc Dương nói Hạ Thiên cái gì mà sàm sỡ Dương San, khi nàng thấy Dương San thì nghĩ rằng khả năng đó có thể tồn tại. Dương San này rất xinh xắn, dáng người tuy chưa trưởng thành nhưng cũng không tính là kém cỏi. Tất nhiên điều quan trọng là trên người nàng có một luồng khí chất đặc biệt, còn có sự tinh khiết mà các cô gái khác khó có được. Một cô gái như vậy, dù gương mặt không tính là quá đẹp, dù dáng người không quá tốt cũng vẫn có lực thu hút rất lớn với cánh đàn ông. Anh tìm tôi làm gì? Dương San nhìn Hạ Thiên, từ sau khi bị Hạ Thiên sàm sỡ lần trước, nàng rất sợ hắn. Tiểu Kiều nói tôi đến tìm cô, nếu không tôi sẽ không đến. Hạ Thiên thuận miệng nói. À. Chị gái đã đưa số điện thoại của anh cho tôi, nhưng tôi cũng không có việc gì, vì vậy cũng không điện thoại. Dương San vội vàng nói, tất nhiên thực tế là nàng không dám điện thoại cho Hạ Thiên, chỉ là nàng không dám từ chối nên mới đồng ý lời đề nghị của Kiều Tiểu Kiều. Vậy thì được, dù sao tôi cũng chỉ đến xem mà thôi. Hạ Thiên thuận miệng nói, nếu không có gì thì tôi đi đây. Hạ Thiên vốn cũng không có cảm tình liên lạc với Dương San. Chẳng qua chỉ không muốn để Vân Thanh nói mình lừa gạt, vì vậy hắn mới đến đây. Đi nhanh, chúng tôi còn ngủ. Nhạc Dương ước gì Hạ Thiên đi ngay. Cô có tin tôi làm tôi mãi mãi ngủ không yên. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Nhạc Dương. Tôi không tin. Nhạc Dương dùng giọng không phục nói. Hạ Thiên đột nhiên lấy ra ngân châm đâm lên người Nhạc Dương, sau đó hắn kéo Vân Thanh đi ra. Chị Vân Thanh, chúng ta đi. Hai người vừa ra khỏi phòng thì nhìn thấy cửa phòng đối diện mở ra, người phụ nữ bên trong ăn mặc chỉnh tề đi ra, khi thấy Vân Thanh thì nàng có chút xấu hổ. Nhưng nàng không lên tiếng mà chỉ nhanh chóng đi vào gian phòng cách vách và mở cửa đi vào, rõ ràng người phụ nữ này ở gian phòng bên cạnh. Chị Vân Thanh, người phụ nữ kia là ai vậy? Lúc này Hạ Thiên không khỏi hiếu kỳ hỏi một câu. Cô ta là Liễu Hà. Vân Thanh vừa nói được vài chữ thì cửa phòng bên kia lại mở ra. Người đàn ông tóc dài đi ra, khi thấy Hạ Thiên và Vân Thanh thì hắn chợt ngẩn ngơ, nhưng một giây sau hắn đã nở nụ cười sáng lạn với Vân Thanh.
Vân Thanh tiểu thư sao? Tôi là Ba Sơn, không biết em có hứng thú phát triển trong ngành giải trí không? Thật xin lỗi, tôi không có hứng thú. Vân Thanh thản nhiên nói. Vân tiểu thư, điều kiện của em rất tốt, gương mặt không kém gì các ngôi sao nổi tiếng, thân hình thì rất tuyệt, rất thích hợp đi theo chiều hướng gợi cảm. Tên đàn ông Ba Sơn vừa nói vừa dùng ánh mắt soi mói quét qua người Vân Thanh, nhưng hắn còn chưa nói dứt lời thì cảm thấy một cơn đau đớn dữ dội từ bụng dưới bùng lên, cơ thể cũng bay lên. Hắn trực tiếp đụng vào cửa phòng, bay vào trong phòng rồi ngã nặng nề xuống đất, cuối cùng hắn không tự chủ được mà hét lên thảm thiết. Chương 787, đạo diễn Tân Duệ. Thằng ngu, dám soi mói vào dáng người của vợ tao sao? Hạ Thiên bất mãn mắng một câu, kết cục bây giờ của Ba Sơn chính là kiệt tác của hắn. Ba Sơn đáng thương bị đánh văng cho đầu óc choáng váng, một lúc lâu sau còn chưa thể đứng lên được. Chị Vân Thanh, chúng ta đi thôi. Hạ Thiên ôm vòng eo mềm mại của Vân Thanh xoay người rời đi, dáng của vợ hắn tất nhiên không thể cho đàn ông khác soi mói, chỉ một mình hắn nghiên cứu mà thôi. Hắn quyết định bây giờ sẽ đi nghiên cứu dáng người của Vân Thanh, sẽ lấy những mất mát hôm qua quay về. Hạ Thiên người đi thang máy xuống bên dưới, khi ra khỏi khách sạn thì có hai nam một nữ đi đến, ba người này Hạ Thiên đã từng được gặp qua, chính là Phó Bí Thư Mạnh Tiến Tài huyện Mộc Dương và Thư Ký, còn có một người tự xưng là chị họ của Dương San, là Dương Ngọc Quyên. Khi thấy Hạ Thiên thì Mạnh Tiến Tài chợt sững sờ, hắn lập tức vui mừng. Hạ Tiên sinh, cậu cũng đến huyện Mộc Dương rồi sao? Tôi đã sớm đến rồi. Hạ Thiên thuận tiện trả lời một câu. Xấu hổ quá, tôi không biết chuyện này, thật sự chậm trễ. Mạnh Tiến Tài nói với vẻ mặt hối lỗi. Hạ Thiên cắt đứt lời Mạnh Tiến Tài. Này, các người đến tìm Dương San sao? Vậy thì cứ đi lên, tôi còn có việc. Mạnh Tiến Tài chợt giật mình, hắn định nói gì đó nhưng khi nhìn thấy Vân Thanh thì chợt nghĩ đến vấn đề gì đó, hắn gật đầu nói. Hạ Tiên sinh, tôi cũng không cản chân cậu. Đây là danh thiếp của tôi, nếu có chuyện gì cậu có thể điện thoại đến bất cứ lúc nào. Mạnh Tiến Tài lấy ra một danh thiếp đưa cho Hạ Thiên cũng tiếp nhận, sau đó hắn kéo Vân Thanh bỏ đi, lúc này hắn không có tâm tính liên hệ với đám người này. Nhân viên bảo vệ bên ngoài thấy được tình cảnh như vậy thì thầm kêu may mắn, chỉ cần nhìn bộ dạng khách khí của Chủ tịch Mạnh thì biết, có lẽ Hạ Thiên kia có bối cảnh. Cậu cũng biết đám người này sao? Vân Thanh lúc này cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Không thể ngờ Hạ Thiên này cũng biết được khá nhiều người ở huyện Mộc Dương. Đúng vậy, người kia tên là Mạnh Tiến Tài, là phó chủ tịch huyện Mộc Dương, còn người phụ nữ kia tên là Dương Ngọc Quyên, nghe nói là chị họ của Dương San. Hạ Thiên giới thiệu sơ lược. Vốn chúng tôi định mua trực tiếp Thanh Phong Sơn với anh ta, đáng tiếc là anh ta không làm chủ được, vì vậy tôi cũng chẳng quan tâm đến anh ta làm gì cho mệt. Vân Thanh gật đầu, nàng cũng không hỏi thêm, dù sao nàng cũng không có hứng thú với chuyện này. Nàng khởi động xe rồi hỏi một câu. Chúng ta đi đâu bây giờ? Chị Vân Thanh, hôm qua chúng ta mướn phòng ở khách sạn, chúng ta vẫn còn chưa trả phòng. Hạ Thiên cười hì hì nói. Vân Thanh nghe nói như thế thì chợt hiểu ra, người này tuyệt đối không phải chạy đến khách sạn để trả phòng. Tuy Vân Thanh biết rất rõ điều này nhưng cũng không nói gì, nàng lái xe đưa Hạ Thiên đến khách sạn, khi vừa vào phòng thì nàng đã bị Hạ Thiên cho ngồi lên trên. Khách sạn Đông Thăng. Kháng nghị, tôi muốn kháng nghị, huyện Mộc Dương các anh tiếp đãi khách như vậy sao? Tôi đường đường là đạo diễn nhưng lại bị người ta đánh, thậm chí các anh còn không bắt được kẻ ra tay, với hoàn cảnh trị an như vậy mà các anh muốn người ta đến đầu tư sao? Tôi thấy khỏi cần làm video tuyên truyền làm quái gì, có làm cũng vô dụng. Ba Sơn gầm lên trọn phòng, Mạnh Tiến Tài đứng ở đối diện cũng cảm thấy xấu hổ. Thực tế đến bây giờ Mạnh Tiến Tài còn chưa biết có chuyện gì xảy ra. Chỉ là hắn muốn tìm đạo diễn Ba Sơn đến để quay phim tuyên truyền, nào ngờ khi vừa vào cửa thì phát hiện Ba Sơn đang té trên mặt đất, đến khi thức dậy thì nổi trận lôi đình. Ba Sơn làm như vậy cũng kinh động đến những người khác, Liễu Hà và đám nhân viên đài truyền hình cũng xuất hiện để hỏi thăm tình huống. Vài ngày trước Mạnh Tiến Tài đã liên lạc với đài truyền hình, hắn nói về chuyện Thanh Phong Sơn, sau đó đài truyền hình quyết định làm một phóng sự về Thanh Phong Sơn, sau khi quay phim xong đài sẽ phát tin. Người dẫn chương trình trong bản tin là Liễu Hà, những nhân viên khác cũng đến từ đài truyền hình tỉnh. Nhưng Ba Sơn thật ra không phải là người của đài truyền hình tỉnh, hắn là một đạo diễn, nghe nói rất có danh tiếng, còn rốt cuộc có bao nhiêu danh tiếng thì Mạnh Tiến Tài cũng không rõ, ít nhất hắn cũng chưa nghe qua về người này. Vì phim phóng sự tương đối dài, cũng không thích hợp cho việc tuyên truyền,
vì vậy Mạnh Tiến Tài thấy cần phải làm một đoạn phim tuyên truyền ngắn. Vấn đề là đài truyền hình không có đạo diễn phù hợp, vì vậy Mạnh Tiến Tài phải tự mình tìm đạo diễn. Cuối cùng Liễu Hà đề cử Ba Sơn, Mạnh Tiến Tài đang tìm không thấy người, bây giờ có người đề cử, tất nhiên hắn sẽ đồng ý. Cứ như vậy mà Ba Sơn tự xưng là đạo diễn Tân Duệ cùng đi theo đến huyện Mộc Dương, nhưng hắn đến đây để quay phim tuyên truyền cho Thanh Phong Sơn hay quan hệ vụng trộm với Liễu Hà, điều này rất khó nói. Trên đường về huyện thì Mạnh Tiến Tài biết vị đạo diễn Ba Sơn này không dễ hầu hạ, thực tế phòng 406 được sắp xếp cho Dương San, gian phòng này tương đối yên tĩnh, nhưng bây giờ xem ra Ba Sơn đã cưỡng chế mất. Nói thật thì ấn tượng của Mạnh Tiến Tài về Ba Sơn là không tốt, nhưng hắn nghe nói tất cả đám đạo diễn chó má đều rất khó hầu hạ, vì vậy chỉ biết chịu đựng mà thôi. Dù sao bây giờ hắn cũng có việc cầu người, hơn nữa địa phương như Mộc Dương mà có đạo diễn tình nguyện đến cũng không tệ. Hắn không dám đắc tội với người ta, nếu người này bỏ chạy, như vậy ai làm phim tuyên truyền? Nếu không có phim thì đừng hòng tuyên truyền, huyện Mộc Dương biết phải làm sao để đưa tin. Đạo diễn Ba, anh đừng nóng, trước tiên anh nói rõ sự việc, chúng tôi nhất định sẽ xử lý. Mạnh Tiến Tài cũng chỉ biết nói như vậy mà thôi. Các anh tốt nhất xử lý ngay cho tôi, nếu không tôi quay về thủ đô Giang Hải. Ba Sơn dùng giọng nổi giận đùng đùng nói. Gần đây hắn tự cho rằng mình là người rất cao, bây giờ lại bị đánh ở một huyện nghèo thế này, tất nhiên hắn sẽ cảm thấy khó nhẫn nhịn. Còn vấn đề hắn bị người ta bắt gặp nằm ngủ với vợ kẻ khác, chuyện này quá bình thường với hắn, hắn tuyệt đối không quan tâm, đây không phải là lần đầu tiên hắn ngủ với vợ người ta, có gì phải sợ. Đạo diễn Ba, anh biết người đánh mình là ai không? Mạnh Tiến Tài hỏi một câu. Tôi mà biết thì còn cần các anh tìm người sao? Khách sạn này có camera giám sát. Các anh không biết lấy ra xem sao? Ba Sơn tức giận nói. Được rồi, tôi sẽ cho người đi xử lý. Mạnh Tiến Tài có chút bất đắc dĩ, hắn suy nghĩ rồi quyết định điện thoại cho Cục trưởng Cục Công an Thạch Trường Canh, những vấn đề chị An nên để người trong nghề đến xử lý. Bí thư Thạch, tôi là Mạnh Tiến Tài. Mạnh Tiến Tài nhanh chóng điện thoại cho Thạch Trường Canh, giọng điệu của hắn rất khách khí. Dù hắn là phó chủ tịch nhưng thực tế còn chưa phải là thường ủy huyện ủy. Mà bí thư tư pháp kiêm cục trưởng cục công an Thạch Trường Canh lại là thường ủy huyện ủy, dù xét về cấp bậc hay uy vọng cũng thua xa Thạch Trường Canh, vì vậy Mạnh Tiến Tài không dám không khách khí. Chương 788, bồi thường tiền thuốc men. Mạnh Tiến Tài giới thiệu kỹ càng tình huống cho Thạch Trường Canh, sau khi Thạch Trường Canh biết chuyện lần này có liên quan đến đại cục phát triển của huyện Mộc Dương thì cũng rất quan tâm. Ngay sau đó hắn đã chạy đến khách sạn Đông Thăng. Đồng thời điện thoại cho thủ hạ đắc lực trong cục công an chạy đến điều tra sự kiện đạo diễn bị ẩu đả. Vì Ba Sơn bị đánh trong hành lang khách sạn nên tất nhiên camera quản chế sẽ thu hình được toàn bộ quá trình, vì vậy sự việc trở nên rất đơn giản. Nhưng sau đó dù là Mạnh Tiến Tài hay Trần Tự Cường cũng lập tức cảm thấy rất phiền toái. Bí thư Thạch, chúng ta thảo luận một chút nhé. Mạnh Tiến Tài khẽ nói với Thạch Trường Canh. Thạch Trường Canh gật đầu, hắn cũng rất muốn thảo luận chuyện này với Mạnh Tiến Tài. Bây giờ Mạnh Tiến Tài chủ động mở miệng, tất nhiên hắn cầu còn chưa được. Hai người nhanh chóng rời khỏi khách sạn, cũng không tìm địa phương bí mật mà đi ra bên ngoài cửa. Dù sao đây cũng là huyện thành, cửa khách sạn thường chẳng có ai, thật ra nói chuyện phiếm ở đây sẽ an toàn hơn bất kỳ nơi nào khác, vì ở những địa phương thế này sẽ chẳng bao giờ bị nghe lén. Bí thư Thạch, chuyện này có chút phiền toái, chúng ta phải nghĩ biện pháp. Mạnh Tiến Tài mở miệng nói. Chủ tịch Mạnh. Anh nói phiền toái là chỉ phương diện nào? Thạch Trường Canh cũng có chút bất ngờ, nếu nói theo lý thì chuyện này là phiền toái của hắn, dù sao hắn cũng thấy rõ người đánh đạo diễn Ba Sơn chính là Hạ Thiên. Vân Thanh và Hạ Thiên đi cùng với nhau, đứng ở góc độ của Thạch Trường Canh thì mình nhất định phải bảo vệ cho Hạ Thiên và Vân Thanh. Nếu là người khác thì hắn nhất định có thể thu phục, nhưng Ba Sơn là đạo diễn từ bên ngoài đến, hắn cũng không chắc có thể hòa giải được. Bí thư Thạch, anh không biết đấy thôi. Tôi quen người thanh niên đánh đạo diễn Ba. Mạnh Tiến Tài cũng không giấu. Cậu ta là Hạ Thiên, tuy tôi không hiểu rõ lai lịch của cậu ta, nhưng hôn thê của cậu ta chính là Kiều Tiểu Kiều thành phố Giang Hải. Có chuyện này sao? Thạch Trường Canh thật sự kinh ngạc, hắn thật sự không biết Hạ Thiên có liên quan gì đến Kiều Tiểu Kiều. Tuy thành phố Giang Hải là tỉnh thành, nhưng vì huyện Mộc Dương không cách quá xa Giang Hải, hơn nữa Kiều Tiểu Kiều rất nổi tiếng, vì vậy mà Thạch Trường Canh cũng biết nàng là ai. Việc này cực kỳ chính xác, tôi đã kiểm chứng rồi. Mạnh Tiến Tài khẽ gật đầu. Bí thư Thạch, tôi cũng không gạt anh, khi tôi đến Giang Hải thì đã gặp Kiều Tiểu Kiều và Hạ Thiên,
Kiều Tiểu Kiều chính miệng nói sẽ đầu tư khai phá Thanh Phong Sơn, hơn nữa toàn bộ số tiền đầu tư là hơn 10 tỷ. Thạch Trường Canh cuối cùng cũng hiểu rõ, thì ra lai lịch của Hạ Thiên thật sự bất phàm, nhưng tiểu tử kia có vị hôn thê là Kiều Tiểu Kiều, sao lại đi cùng với Vân Thanh? Khi thấy Thạch Trường Canh không nói lời nào thì Mạnh Tiến Tài lại mở miệng. Bí thư Thạch, anh xem có biện pháp gì làm phai nhạt vấn đề này không? Tuy đạo diễn ba kia cũng không dễ đắc tội, nhưng nói thật, nếu đắc tội với đạo diễn ba thì khỏi làm phim tuyên truyền, nhưng nếu đắc tội với Hạ Thiên và quá trình đầu tư bị hớ, tôi thấy thà đắc tội với đạo diễn ba còn hơn đắc tội với Hạ Thiên, tất nhiên nếu không đắc tội với cả hai thì quá tốt. Thật ra chuyện này cũng không quá nghiêm trọng, thế này đi, Chủ tịch Mạnh, anh có lẽ quen thuộc đạo diễn ba, anh nói vài lời với anh ấy, để xem anh ấy có tình nguyện hòa giải hay không. Thạch Trường Canh có chút trầm ngâm. Còn vấn đề phía Hạ Thiên, tôi sẽ xử lý. Được, cứ như vậy, tôi đi làm công tác với đạo diễn ba. Mạnh Tiến Tài gật đầu, hắn có chút chần chừ rồi bổ sung thêm một câu. Bí thư Thạch, khi anh bàn vấn đề với Hạ Thiên, đừng nên làm cho sự việc trở nên rối rắm. Chủ tịch Mạnh, anh cứ yên tâm, tôi cũng không gạt anh, tôi có quen với Hạ Thiên. Thạch Trường Canh cười nhạt một tiếng. Thật sao? Mạnh Tiến Tài có chút kinh ngạc, ngay sau đó hắn chợt vui sướng. Vậy thì quá tốt, có bí thư Thạch ra tay, chuyện này nhất định sẽ giải quyết thuận lợi. Nếu nói thật lòng, tuy luận về chức vụ thì Thạch Trường Canh cao hơn so với Mạnh Tiến Tài nhưng thật ra chênh lệch cũng chẳng phải trời biển. Dựa theo lẽ thường thì Mạnh Tiến Tài sẽ không khách khí với Thạch Trường Canh như vậy. Nhưng vấn đề là Mạnh Tiến Tài biết rất rõ Thạch Trường Canh là một người có thực quyền mạnh trong phe phái chính trị ở huyện Mộc Dương. Mạnh Tiến Tài căn bản chỉ là một phó chủ tịch có chút thực quyền, nếu so sánh thì thật sự kém rất xa. Mạnh Tiến Tài đi vào trong khách sạn chuẩn bị làm công tác tư tưởng cho đạo diễn Ba Sơn, Thạch Trường Canh đứng ngoài cửa một lúc cũng lấy điện thoại ra gọi cho Vân Thanh. Nhưng điện thoại vang lên thật lâu mà chẳng có người bắt máy. Thanh niên đúng là khó thể tách ra được. Thạch Trường Canh lầu bầu một câu, sau đó hắn cúp điện thoại. Hắn cơ bản có thể biết Vân Thanh và Hạ Thiên đang làm gì. Tuy hắn còn chưa biết rõ ràng tam giác quan hệ Hạ Thiên Vân Thanh và Kiều Tiểu Kiều, nhưng hắn quyết định không quấy rầy hai người. Thực tế Vân Thanh nghe điện thoại vang lên, nhưng lúc này nàng căn bản không có thời gian nhận điện thoại, nàng chỉ nằm y trên giường dùng tư thế thích hợp nhất để đón nhận sự xâm chiếm của Hạ Thiên, xem như đền bù tổn thất tối qua. Mãi đến hơn 12 giờ trưa thì Vân Thanh mới có thời gian nhàn rỗi, nàng lấy điện thoại ra và phát hiện cuộc gọi nhỡ của Thạch Trường Canh. Buổi sáng chú Thạch điện thoại cho tôi không biết có chuyện gì, cậu để tôi điện thoại, đừng quấy rối. Vân Thanh nằm trong ngực Hạ Thiên, nàng khẽ dặn dò một câu. Lúc này hắn đang dùng tay vo hai ngọn núi của nàng như vò bột, bộ dạng rất vui sướng. Chị Vân Thanh, chị yên tâm, tôi sẽ không quấy rối. Hạ Thiên nghiêm trang trả lời nhưng động tác tay căn bản không dừng lại. Vân Thanh cũng mặc kệ Hạ Thiên, cũng may nàng đã bắt đầu thói quen để Hạ Thiên tha hồ chơi đùa. Vì vậy bây giờ nàng có gọi điện thoại cũng chẳng sao, vì thế nàng bấm số của Thạch Trường Canh. Chú Thạch, là cháu đây, buổi sáng chú điện thoại cho cháu, không biết có chuyện gì. Điện thoại vừa nối thông thì Vân Thanh đã mở miệng hỏi. Tiểu Thanh, không có gì, bây giờ cháu đang ở cùng với Hạ Thiên chứ? Thạch Trường Canh dùng giọng ôn hòa hỏi. Đúng vậy. Vân Thanh cũng không giấu, điều này chẳng có gì cần phải giấu. Vân Thanh dừng lại một chút rồi bổ sung. Chú Thạch, có phải Thuần Thuần không tốt à? Không phải, bây giờ Thuần Thuần rất tốt. Thạch Trường Canh vội vàng trả lời, hắn suy nghĩ một lúc rồi nói ra nguyên nhân chính. Hạ Thiên đánh một người ở khách sạn Đông Thăng, cháu biết chứ? Đúng vậy, người kia là đại diễn Ba Sơn, hắn nói vài lời không tốt với cháu, Hạ Thiên tức giận nên ra tay đánh người. Vân Thanh khẽ gật đầu, nàng có chút kỳ quái. Chú Thạch, làm sao vậy? Chẳng lẽ Ba Sơn kia bị thương rất nặng sao? Cũng chẳng phải, không bị thương gì cả. Thạch Trường Canh trả lời. Nếu đã không bị thương, vậy thì có gì đâu. Anh ta muốn truy cứu sao? Muốn thì chúng ta bồi thường chút thuốc men. Vân Thanh không nghĩ ra, vì sao một chuyện nhỏ như vậy lại làm phiền đến một cục trưởng cục công an như chú Thạch. Chương 789, cái gì gọi là cho đòn? Thạch Trường Canh giải thích một lượt cho Vân Thanh trong điện thoại. Sau đó nàng mới biết được sự việc quả nhiên có chút phiền toái. Khi Vân Thanh và Hạ Thiên đang cần dây dưa ở khách sạn thì Mạnh Tiến Tài đã làm công tác với Ba Sơn, nhưng khi thấy Mạnh Tiến Tài càng xem trọng mình thì Ba Sơn càng kiêu ngạo.
dù Mạnh Tiến Tài đã nói những lời hữu ích nhưng Ba Sơn vẫn muốn Hạ Thiên và Vân Thanh phải cùng nhau đến trước mặt hắn cầu xin mới được. Điều này còn chưa tính, Ba Sơn còn phải xem thành ý xin lỗi của bọn họ, như vậy mới quyết định có nên tha thứ hay không. Ba Sơn nói nếu chính quyền huyện Mộc Dương không làm được điều này thì hắn sẽ lập tức bỏ đi, còn nói sẽ ra ngoài tuyên truyền trị an ở Mộc Dương cực kỳ kém cỏi, cho người ta khỏi đến đây đầu tư. Hắn còn nói mình sẽ thông báo cho tất cả đạo diễn trong nước, sẽ để cho bọn họ đè ép huyện Mộc Dương, dù là ai cũng không thèm đến đây làm phim. Tuy nghe qua những lời này có chút quá phận nhưng thực tế Mạnh Tiến Tài vẫn sợ hãi, nếu sự việc huyên náo như vậy thì hắn nhất định sẽ khó thể nào báo cáo công tác. Mạnh Tiến Tài rơi vào đường cùng chỉ phải tìm Thạch Trường Canh, hy vọng Thạch Trường Canh có thể nghĩ ra biện pháp. Khi Vân Thanh điện thoại cho Thạch Trường Canh cũng đang khổ sở vì vấn đề này. Chú Thạch, các người chưa ký hợp đồng làm phim với Ba Sơn sao? Vân Thanh không nhịn được phải hỏi. Chú đã hỏi rồi, còn chưa ký. Thạch Trường Canh có chút bất đắc dĩ. Nghe nói là đến đây mới ký, nhưng bây giờ có chuyện như vậy, sợ rằng chú cũng hoài nghi Ba Sơn kia đang cố ý như thế với mục đích vòi tiền. Chú Thạch, cháu thấy các chú cũng không cần phải sợ người này, bây giờ có rất nhiều đạo diễn, tên Ba Sơn này cháu đã từng nghe qua, hình như không phải đạo diễn gì nổi tiếng. Vân Thanh suy nghĩ rồi nói. Dù hắn ta thật sự không làm, chúng ta đi tìm đạo diễn khác là được. Cũng chỉ có thể như vậy. Thạch Trường Canh có chút bất đắc dĩ. Chú Thạch, xấu hổ quá, thật ra cháu cũng có thể xin lỗi người kia, nhưng Hạ Thiên sợ rằng sẽ không đồng ý. Vân Thanh áy náy nói, tuy nàng chưa tính là hiểu rõ Hạ Thiên, nhưng nàng biết người này sẽ chẳng bao giờ xin lỗi ai, nếu thật sự bảo hắn xin lỗi, nói không chừng sẽ đánh cho Ba Sơn kia một trận. Đúng lúc này Hạ Thiên lại mở miệng. Chị Vân Thanh, thật ra tôi tình nguyện đi xin lỗi. Sao? Vân Thanh chợt sững sờ, sau đó nàng quay đầu nhìn Hạ Thiên. Cậu nói thật sao? Tất nhiên là sự thật. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Chị Vân Thanh, chị xem tôi có bao giờ gạt chị đâu. Vân Thanh nhìn Hạ Thiên, khoảnh khắc này nàng cũng không biết người này nói thật hay đùa. Chị Vân Thanh, bây giờ chúng ta sẽ đi xin lỗi Ba Sơn. Hạ Thiên ra vẻ rất vội vàng. Cậu đổi tính khi nào vậy? Vân Thanh có chút không nghĩ ra. Chị Vân Thanh, tôi nào có đổi cái gì, vẫn là họ Hạ thôi. Hạ Thiên cười hì hì nói. Khoảnh khắc này Vân Thanh cảm thấy dở khóc dở cười, nàng suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Được rồi, tôi tin tưởng cậu một lần. Lầu một khách sạn Đông Thăng. Mạnh Tiến Tài đang mở tiệc chiêu đãi Ba Sơn và các nhân viên đài truyền hình. Tất nhiên Dương San và Nhạc Dương cũng nằm trong hàng ngũ được chiêu đãi. Dương Ngọc Quyên liên tiếp mời rượu Ba Sơn, nàng là người có bộ dạng khá tốt, công phu quan hệ cũng tốt, điều này làm cho Ba Sơn khá vui sướng, cũng uống không ít rượu. Nhưng Ba Sơn có vẻ uống được khá nhiều, hắn không say, Dương Ngọc Quyên thì hai gò má đỏ hồng, có lẽ sắp không nhịn được. Dương San, khi nào thì chúng ta đến Thanh Phong Sơn? Nhạc Dương rõ ràng không thích tình cảnh này. Nàng kéo Dương San rồi khẽ hỏi. Mình cũng không biết. Dương San cũng không biết chuyện này. Nếu không bạn hỏi chị họ xem. Nhạc Dương chỉ vào Dương Ngọc Quyên đang sắp say đến nơi. Dương San có chút chần chừ. Chị ấy giống như đã uống khá nhiều, nếu không để đó chút nữa rồi hỏi. Lát nữa chị ấy sẽ say mất. Nhạc Dương bĩu môi. Thôi được, để mình hỏi giúp bạn, trực tiếp hỏi chủ tịch Mạnh. Nhạc Dương rất nóng sốt. Nàng quay đầu nhìn Mạnh Tiến Tài rồi mở miệng hỏi. Chủ tịch Mạnh, chúng ta rốt cuộc khi nào mới đi quay phim? Tôi và Dương San xin nghỉ quay về, không thể chậm trễ thời gian mãi được, ngày hôm qua chúng tôi đã đến, bây giờ còn ở lại đây, khi nào mới đi Thanh Phong Sơn? Sinh viên Nhạc Dương, là thế này, chúng tôi tính toán hôm nay cho mọi người nghỉ một ngày, ngày mai sẽ quay. Em cũng đừng gấp, không mất quá nhiều thời gian đâu. Mạnh Tiến Tài vội vàng giải thích. Ngày mai có thể đi sao? Nhạc Dương lo lắng hỏi một câu. Yên tâm, nhất định là có thể. Mạnh Tiến Tài dùng lời thề sắt son đảm bảo. Đúng lúc này Ba Sơn lại dùng giọng quái dị nói. Chủ tịch Mạnh, ngày mai các anh có thể đi, nhưng tôi thì chưa chắc có thể đi. Mạnh Tiến Tài lập tức có chút xấu hổ, trong lòng cũng có chút căm tức, chẳng phải chỉ là một đạo diễn thôi sao? Có cần phải như vậy không? Dù sao hắn cũng là một phó chủ tịch huyện. Ít nhiều cũng phải nể mặt nhau chứ. Mạnh Tiến Tài tuy có chút căm tức nhưng vẫn dáng nín nhịn không nổi giận, nhưng Nhạc Dương lại buồn bực hỏi một câu. Vì sao, ông là đạo diễn,
ông không đi thì chúng tôi ở đây làm gì? Không phải đến để quay phim sao? Vấn đề an toàn của tôi ở khách sạn không được đảm bảo, nếu bây giờ đến vùng hoang sơ thì khó nói, sợ rằng sẽ mất mạng. Ba Sơn khẽ hừ một tiếng, hắn cũng rất bất mãn với Mạnh Tiến Tài. Vị phó chủ tịch này luôn mồm nói sẽ xử lý tiểu tử khốn nạn kia, nhưng bây giờ còn chưa làm việc cho rõ ràng, giống như có ý muốn lừa đảo hắn. Yên tâm, thằng ngu như ông sẽ chẳng mất mạng ở vùng núi, ông căn bản không cần vào. Một âm thanh lười biếng vang lên. Mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh thì thấy một nam một nữ đi đến, là Hạ Thiên và Vân Thanh. Mày nói gì? Ba Sơn tức giận đứng lên, hắn dùng giọng căm tức nói. Mạnh Tiến Tài thầm kêu không ổn, xem ra mâu thuẫn khó thể điều hòa. Vân Thanh lúc này cũng ngẩn ngơ, nàng vội vàng nhéo Hạ Thiên rồi nói. Này, không phải cậu nói đến đây xin lỗi hắn sao? Đúng vậy, tôi đến xin lỗi. Hạ Thiên nghiêm trang nói, sau đó hắn vẫy tay với Ba Sơn. Này, anh đi ra, tôi muốn xin lỗi anh. Bây giờ biết rõ phải xin lỗi rồi sao? Ba Sơn cười lạnh một tiếng, hắn đi về phía Hạ Thiên. Nhưng đã quá muộn, dù mày có xin thì anh cũng không thứ lỗi. Á! Ba Sơn kêu thảm một tiếng rồi bay ra ngoài, hắn nện lên vách tường rồi chảy xuống đất, một tiếng rên rỉ đau khổ vang lên, hắn muốn đứng lên nhưng không thể làm gì được. Mọi người trợn mắt há mồm, Hạ Thiên thì phủi tay hời hợt. Ngu ngốc, xin lỗi hả, anh cho chú biết, loại như chú rất cần ăn đòn. Vân Thanh lập tức hết chỗ nói, thì ra không phải là xin lỗi, là cho đòn. Chương 790, chú muốn đi sao? Này, cậu quá đáng. Liễu Hà nhịn không được phải mở miệng mắng Hạ Thiên, tình nhân bị đánh quá thảm, tất nhiên nàng cảm thấy rất khó chịu. Hạ Thiên nhìn Liễu Hà. Loại phụ nữ xấu xí lên giường với người khác sau lưng chồng như cô cũng dám nói với tôi sao? Cậu! Liễu Hà không nói ra lời, vẻ mặt có chút tái nhợt. Đây là mưu sát, hắn muốn giết tôi muốn tố cáo, bắt hắn lại. Nếu không tôi sẽ đi ngay. Ba Sơn ngồi trên mặt đất hổn hển mắng. Chú thích thì cứ cút đi thật xa. Hạ Thiên bĩu môi. Loại người ngu ngốc như chú mà dám uy hiếp anh, đúng là không biết sống chết. Mày chờ đó cho tao, tao sẽ không bỏ qua cho mày. Ba Sơn cuối cùng cũng bỏ lên, hắn dùng ngón tay chỉ vào Hạ Thiên. Tao sẽ cho mày ngồi tù. Không phải chú muốn đi à? Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Ba Sơn. Vì sao còn chưa cút đi? Có phải muốn bị đá văng ra không? Cậu đừng làm rộn, nếu hắn đi thì ai làm phim? Vân Thanh nhìn không được phải khuyên. Chẳng phải chỉ là một đạo diễn trời ơi sao? Hạ Thiên không cho là đúng. Tôi có thể tìm đến một người khác. Buồn cười, chỉ dựa vào mày thôi sao? Ba Sơn cười lạnh một tiếng. Tao nói cho mày biết, chỉ cần tao nói chuyện này ra ngoài, sẽ không có đạo diễn nào bước chân vào huyện Mộc Dương. Chú nói nhiều không thấy phiền à? Hạ Thiên dùng ánh mắt mất kiên nhẫn nhìn Ba Sơn. Chú đi thì đi đi, đứng đây ồn ào làm gì? Tôi không đi, mà làm quái gì được tao? Ba Sơn dùng ánh mắt căm tức nhìn Hạ Thiên. Muốn tao đi sao? Không dễ như vậy đâu, khi mày chưa bị ném vào cục cảnh sát, tao sẽ không đi. Chú không đi, để anh đánh văng ra. Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện trước mặt Ba Sơn, hắn chụp lấy cổ áo rồi ném Ba Sơn ra khỏi nhà hàng. Đạo diễn Ba. Liễu Hà vội vàng la lên, nàng chạy ra ngoài xem ra nàng rất quan tâm đến tình nhân đạo diễn này. Đám người ở đây cũng đưa mắt nhìn nhau, những người không biết thì thầm nghĩ Hạ Thiên là ai, sao quá kiêu ngạo như vậy. Trước mặt phó chủ tịch mà dám đánh khách của phó chủ tịch văng ra ngoài. Vân Thanh ở bên cạnh cũng không biết nói gì hơn, nàng nhớ trước đó không lâu chú Thạch nói muốn giải quyết chuyện này. Bây giờ thì tốt rồi, người này làm sự việc huyên náo lớn. Sao nàng ma xui quỷ khiến nào lại tin người này đến đây xin lỗi? Tiểu Dương, cô ra ngoài xem. Mạnh Tiến Tài khẽ nói một câu với Dương Ngọc Quyên. Dương Ngọc Quyên gật đầu, nàng tranh thủ thời gian đứng lên đi ra. Hạ Tiên Sinh, cậu, vừa rồi cậu nói sẽ tìm đạo diễn đến, có thật không? Mạnh Tiến Tài nhìn Hạ Thiên, hắn khách khí hỏi. Mạnh Tiến Tài thấy khó thể nói Ba Sơn chịu làm phim, nhưng nếu Hạ Thiên tìm một đạo diễn đến tiếp nhận, như vậy chưa hẳn là không thể. Tất nhiên là thật. Hạ Thiên thuận miệng trả lời. Mạnh Tiến Tài không khỏi hưng phấn. Hạ Tiên Sinh, cậu có thể mời giúp chúng tôi một đạo diễn không? Không được. Hạ Thiên từ chối thẳng thừng. Mạnh Tiến Tài giống như bị dội một gáo nước lạnh,
hắn ngẩn ngơ, sau đó không nhịn được mà hỏi một câu. Hạ tiên sinh, đây là sao? Mạnh Tiến Tài cảm thấy Hạ Thiên đuổi Ba Sơn đi, bây giờ hắn không truy cứu trách nhiệm của Hạ Thiên, chỉ cần có thể tìm người thay thế Ba Sơn thì coi như thỏa mãn yêu cầu. Tôi đã sớm nói với các người rồi, các người đừng tuyên truyền, bây giờ các người muốn tuyên truyền, như vậy các người tự mình đi mà tìm đạo diễn, tôi sẽ không đi tìm cho các người. Hạ Thiên lười biếng nói. Dù sao tôi cũng hy vọng không có phim tuyên truyền gì cả, nếu các ông không tìm được đạo diễn, như vậy càng tốt. Mạnh Tiến Tài không khỏi giật mình, hắn bắt đầu hoài nghi Hạ Thiên không phải cố ý đến đuổi Ba Sơn đi đấy chứ. Này, sao anh lại như vậy? Nhạc Dương ở bên cạnh không nhịn được phải nói. Anh không thấy làm vậy là hại mình hại người không? Tôi không muốn nói chuyện với phụ nữ xấu. Hạ Thiên dùng giọng khinh thường nói một câu, sau đó hắn ôm eo Vân Thanh. Chị Vân Thanh, chúng ta đi thôi, chúng ta còn chưa dùng cơm. Hạ Thiên rõ ràng không muốn nói nhảm với đám người này, hắn ôm Vân Thanh nghênh ngang bỏ đi, chỉ để lại đám người bên kia nhìn nhau không biết nói gì hơn. Khi Hạ Thiên đưa Vân Thanh rời khỏi khách sạn thì thấy Ba Sơn được Liễu Hà đỡ lên xe, mà Dương Ngọc Quyên thì lái xe, có lẽ đưa Ba Sơn đi bệnh viện. Sao cậu lại đánh người? Vân Thanh thấy tình cảnh như vậy thì có chút tức giận. Nếu Ba Sơn tố cáo cậu cố ý gây thương tích, cậu sẽ rất phiền. Không cần sợ, ai dám bắt tôi sẽ cho hắn ăn đòn. Hạ Thiên không hề quan tâm. Nhưng như vậy chẳng phải làm cho chú Thạch khó xử sao? Vân Thanh có chút căm tức. Vài ngày trước cậu nói đánh người sẽ không làm người ta phát hiện ra, bây giờ sao lại như vậy? À, thật ra tên Ba Sơn ngu ngốc kia cũng không có thương tích gì, dù đi nghiệm thương cũng không tra ra vấn đề. Không tính là cố ý gây thương tích. Hạ Thiên vẫn không quan tâm, hắn cười hì hì với Vân Thanh. Chị Vân Thanh, thật ra tôi cũng hiểu pháp luật, Tam sư phụ cũng đã dạy tôi vài thứ. Thật sao? Vân Thanh có chút hoài nghi. Chị Vân Thanh, tất nhiên là thật. Hạ Thiên cười hì hì nói. Tôi chỉ thuận tiện biến tên ngu ngốc này thành thái giám thôi, nhưng người ta sẽ không điều tra được vấn đề. Vân Thanh chợt ngẩn ngơ. Cậu biến người ta thành thái giám à? Đúng vậy, ai bảo tên kia dám chỉ trỏ vào thân hình của chị, rõ ràng có tâm ý bất lương. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Đáng lý ra tôi chỉ cho hắn một đá mà thôi, nhưng tên ngốc này còn muốn chúng ta đến xin lỗi, vì vậy tôi thấy hắn ta có 8 phần để tâm đến chị. Người có ý với vợ tôi, tất nhiên tôi sẽ biến hắn thành thái giám. Vân Thanh suy nghĩ một lúc lâu mà không nói gì, khoảnh khắc này nàng không biết phải nói sao cho phải. Chị Vân Thanh, chúng ta đi ăn cơm. Câu nói cuối cùng của Hạ Thiên mới làm Vân Thanh bừng tỉnh. Hai người lái xe đến một nhà hàng nhỏ để ăn một bữa cơm trưa không tính là quá muộn. Sau đó cả hai quay về khách sạn, khi vừa đóng cửa lại thì điện thoại của Vân Thanh vang lên. Vân Thanh lấy điện thoại ra xem, nàng nhìn qua màn hình mà không khỏi cảm thấy bất ngờ. Nàng tưởng rằng Thạch Trường Canh điện thoại đến, nhưng thực tế cũng không phải, đó là phía đối tác của văn phòng luật sư của nàng ở Giang Hải. Vân Thanh nhận điện thoại, vài phút sau nàng đặt điện thoại xuống dùng ánh mắt buồn bực nhìn Hạ Thiên. Kỳ quái, vụ án kia của cậu, Liễu Kỳ đã rút đơn kiện. À, chị Vân Thanh, đừng quan tâm đến lão, có rút hay khởi tố cũng chẳng sao. Thật ra Hạ Thiên cũng nghe được nội dung cuộc điện thoại, nhưng bây giờ hắn đã không có hứng thú với vụ án kia. Trước đó hắn chỉ hy vọng dùng vụ án kia để tiếp cận và chụp lấy Vân Thanh, bây giờ Vân Thanh đã đến tay. Tất nhiên hắn sẽ không quan tâm đến vấn đề này nữa. Chương 791, ám chiêu vĩ đại. Khi thấy Hạ Thiên không coi trọng thì Vân Thanh cũng không muốn nói thêm, thật ra trước đó nàng cũng không để ý đến vụ án này, vì tình huống vụ án rất đơn giản, chỉ cần làm giám định bút tích thì có thể giám định hợp đồng là thật hay giả, có thể nói là thắng bại rõ ràng. Tất nhiên bây giờ đối phương rút đơn kiện cũng làm Vân Thanh cảm thấy bất ngờ, nhưng đối với nàng thì đó dù sao cũng là tin tốt. Dù sao lần này tỷ lệ bên nàng sẽ thua kiện là rất lớn. Sự việc này đối với Vân Thanh chỉ là chuyện nhỏ xen vào, nàng lập tức vứt sang một bên. Bây giờ nàng lo lắng nhất chính là chuyện Hạ Thiên đánh Ba Sơn, nếu chuyện này náo loạn lớn thì chỉ sợ sẽ chẳng phải là chuyện tốt với cả Hạ Thiên và Cục trưởng Cục Công an huyện Mộc Dương Thạch Trường Canh. Tôi phải điện thoại cho chú Thạch. Vân Thanh suy nghĩ rồi nói. Vân Thanh bấm số Thạch Trường Canh, nhưng điện thoại không nối thông. Cũng không phải Thạch Trường Canh không bắt máy hay tắt máy, hắn đang nói chuyện điện thoại với một người nào đó. Vân Thanh gọi vài lần đều nhận được lời nhắc máy bận, cuối cùng nàng cũng không tiếp tục. Chị Vân Thanh,
đừng điện thoại nữa, chúng ta về làm chút chuyện vui vẻ thôi. Hạ Thiên ôm Vân Thanh, bàn tay bắt đầu vuốt ve trên cặp mông lớn của nàng. Đừng làm rộn, còn có chuyện chính. Vân Thanh có chút bất đắc dĩ, người này chỉ biết làm mỗi chuyện đó thôi sao? Chị Vân Thanh, đây là việc chính. Hạ Thiên nghiêm trang trả lời, tay còn lại đã đưa lên ngực Vân Thanh. Giữa ban ngày đừng làm rộn. Lần này Vân Thanh không tiếp tục để mặc người này làm bậy. Trước tiên cậu hãy nghe tôi nói, tôi có biện pháp giải quyết chuyện này, để cậu và chú Thạch không dính phải phiền toái. Chị Vân Thanh, trước đó chúng ta yêu nhau vào buổi trưa, không phải là ban ngày sao? Hạ Thiên dùng giọng khó hiểu phản bác một câu, hắn không có hứng thú với những biện pháp giải quyết phiền toái, vì hắn không cảm thấy mình có phiền toái gì cả. Cậu còn như vậy tôi sẽ tức giận. Vân Thanh có chút tức giận. Cậu cả ngày chỉ biết lên giường thôi sao? Cậu còn nói rất tốt với tôi, đây là tốt với tôi sao? Đúng vậy, chị Vân Thanh, tư thái của chị rất mê người. Hạ Thiên ra vẻ vô tội, nhưng lúc này động tác tay của hắn đã dừng lại. Trước tiên phải giải quyết phiền toái phía Ba Sơn, rốt cuộc cậu có muốn nghe biện pháp của tôi không? Giọng điệu của Vân Thanh có chút hòa hoãn, nàng phát hiện mình không nên thuận theo Hạ Thiên, nếu không nàng ở cùng với hắn, phần lớn thời gian chỉ ở trên giường mà thôi. Được rồi, chị Vân Thanh, chị có biện pháp gì? Hạ Thiên cuối cùng cũng thỏa hiệp, vì hắn biết cần phải làm cho vợ vui. Giọng điệu của Vân Thanh cuối cùng cũng trở nên dịu dàng. Cậu còn nhớ người phụ nữ trước đó lên giường với Ba Sơn chứ? À, chị đã nói đó là Liễu Hà, nhưng cô ta thế nào? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Chị Vân Thanh, sao chị lại biết cô ta? Thật ra tôi và Liễu Hà cũng không tính là quen biết sâu, trước đó tôi biết cô ta cũng vì Lê San. Vân Thanh dùng giọng trầm thấp nói, nghĩ đến Lê San làm nàng cảm thấy thương tâm. Nhưng nàng cũng không khỏi nhớ đến một vấn đề, nhờ sự hỗ trợ của Hạ Thiên mà nàng mới tìm ra lý lẽ cho Lê San, cũng bắt hung thủ giết hại Lê San phải đền tội. Vân Thanh trầm mặc vài giây rồi tiếp tục nói. Lê San và Liễu Hà cùng là người dẫn chương trình đài truyền hình, cũng là người cạnh tranh trực tiếp với nhau, quan hệ của cả hai rất kém. Nhưng cuối cùng Lê San chiến thắng trong cạnh tranh, Liễu Hà coi như bị Lê San đuổi khỏi đài truyền hình Giang Hải. Nhưng Liễu Hà cũng coi như có bản lĩnh, sau khi rời khỏi đài truyền hình Giang Hải thì cũng không biết dùng biện pháp gì mà tiến vào đài truyền hình tỉnh, hơn nữa bây giờ xem ra phát triển rất tốt. À, tôi biết người phụ nữ đó đã ngủ với rất nhiều đàn ông. Hạ Thiên thuận miệng nói một câu. Liễu Hà có chồng, hơn nữa tôi cũng biết chồng cô ta, tuy không quá quen nhưng vẫn biết số điện thoại. Vân Thanh tiếp tục nói. Nghe nói chồng của Liễu Hà rất nóng tính, nếu bây giờ tôi điện thoại cho anh ta, nói rõ chuyện yêu đương vụng trộm giữa Liễu Hà và Ba Sơn, tôi cảm thấy chồng của Liễu Hà có 8 phần sẽ đến huyện Mộc Dương để đánh Ba Sơn. Đến khi đó sự việc sẽ rất thú vị, chuyện của Ba Sơn sợ rằng sẽ không còn ai xem xét nữa. Ý kiến này rất hay. Hạ Thiên lập tức có hứng thú. Chị Vân Thanh, chị tranh thủ điện thoại đi. Vân Thanh có chút do dự. Cậu nói xem, như vậy có tính là âm hiểm không? Chị Vân Thanh, cái này tuyệt đối không âm hiểm, đây là chị đang làm chuyện tốt, sao chị có thể trơ mắt để chồng Liễu Hà bị cắm sừng mà không quan tâm cho được? Chị nói xem chồng của Liễu Hà có đáng thương không, chúng ta rõ ràng đã đồng tình với anh ta, vì vậy chúng ta mới nói cho anh ta biết, chúng ta không thể để cho Liễu Hà tiếp tục làm loạn. Hạ Thiên ra vẻ rất nghiêm trang. Đây là chị đang làm một chuyện vĩ đại. Khoảnh khắc này Vân Thanh cảm thấy dở khóc dở cười, lần đầu tiên nàng phát hiện Hạ Thiên thật ra cũng biết cách dối người, một chuyện như thế mà hắn nói với lý lẽ hùng hồn và cao thượng như vậy. Được rồi, tôi sẽ gọi điện thoại. Vân Thanh cuối cùng cũng quyết định như vậy, nhưng nàng không phải thật sự cảm thấy chuyện này là cao thượng, nàng chẳng qua chỉ muốn giải quyết phiền toái của Hạ Thiên và Thạch Trường Canh mà thôi. Bệnh viện huyện Mộc Dương chính là nơi chữa trị tốt nhất ở huyện Mộc Dương, cũng là bệnh viện duy nhất, nhưng nếu so sánh với thành phố thì bệnh viện này lại rất kém. Đạo diễn Ba Sơn tự xưng là Tân Duệ đã chờ ở bệnh viện này vài giờ đã làm đủ các kiểm tra chụp phim nhưng không có bất kỳ vấn đề gì. Thực tế bây giờ hắn cũng cảm thấy mình không có vấn đề gì, nhưng hắn không có ý muốn rời khỏi bệnh viện, hắn phải ở lại 10 ngày nửa tháng, vì hắn quyết định phải làm lớn chuyện lần này, hắn phải gây áp lực cho chính quyền huyện Mộc Dương. Như vậy chẳng những giải tỏa bức bối mà còn tìm cho mình chút lợi ích. Điều kiện của bệnh viện không tính là tốt nhưng Ba Sơn được ở trong một gian phòng riêng, lúc này tuy trong phòng không có y tá xinh đẹp nhưng lại có người dẫn chương trình xinh đẹp, là Liễu Hà. Em đã hỏi thăm,
Hạ Thiên kia hình như có chút địa vị, em thấy chuyện này chúng ta không nên làm lớn thì hay hơn. Liễu Hà lúc này khẽ khuyên Ba Sơn, thật ra nàng không muốn làm lớn chuyện, nguyên nhân chẳng phải lo lắng bối cảnh của Hạ Thiên, vì nàng nào biết hắn có hậu trường gì. Nàng sợ nhất chính là chuyện yêu dương của mình và Ba Sơn bị bộc lộ, điều này đối với nàng là chuyện không tốt. Sợ cái gì, anh không quan tâm hắn có địa vị gì, anh muốn cả đời nó sống khổ sở. Ba Sơn hừ lạnh một tiếng. Đưa iPad cho anh, bây giờ anh muốn lập topic công khai vấn đề của chính quyền huyện Mộc Dương. Cửa phòng bệnh đột nhiên bị người ta đá văng. Chương 792, Ba Sơn bị đánh điên cuồng. Một người đàn ông cao lớn phóng đến, khi thấy bộ dạng thân mật của hai người trong phòng bệnh thì tức đến mức khó thể kiềm chế được. Con khốn nạn. Người đàn ông phóng đến trước mặt Liễu Hà, sau đó tát mạnh lên mặt nàng. Anh, làm sao anh? Liễu Hà biết người đàn ông này, vì đó chính là chồng nàng. Con khốn nạn, ông đập nát mặt mày, để sau này đừng dùng nó để nằm ngửa nằm nghiêng. Người đàn ông cao lớn liên tục cho Liễu Hà 7-8 cái tát, hai gò má nàng lập tức sưng vù lên, chẳng còn thấy xinh đẹp ở chỗ nào. Dừng tay, xoa mày đánh người. Ba Sơn lúc này lớn tiếng quát tháo. Dừng hả mày. Người đàn ông cao lớn lúc này không còn đánh Liễu Hà, hắn đấm về phía Ba Sơn, đấm vào giữa mặt. Con bà mày, không phải là đạo diễn sao? Con bà mày không biết quy tắc ngầm đạo diễn chơi diễn viên sao? Nhiều diễn viên như vậy mà không chơi, lại dám chạy đến với vợ ông, bây giờ ông giết mày. Người đàn ông cao lớn chụp lấy người Ba Sơn, sau đó hắn ném xuống và đạp điên cuồng. Lúc này Ba Sơn đáng thương lập tức gào thét kinh thiên động địa. Cứu, cứu mạng. Ba Sơn nhanh chóng lên tiếng cầu cứu, một lát sau có vài bác sĩ và y tá chạy đến, nhưng sau khi thấy có đánh nhau thì đám người này lại chạy đi. Một lát sau mới có hai bảo vệ chạy vào, đáng tiếc là bọn họ đến hơi muộn, lúc này Ba Sơn đã bị đánh cho hôn mê. Khi Ba Sơn đang bị người ta đánh cho điên cuồng thì trong một khách sạn cách đó không xa, Hạ Thiên đang dùng một phương pháp đặc biệt để đánh người. Hắn đang dùng phương thức mình thích nhất để đánh lên mông Vân Thanh. Mãi đến khi Thạch Trường Canh điện thoại đến thì Hạ Thiên mới tạm thời bỏ qua hành vi bạo lực với Vân Thanh. Thạch Trường Canh điện thoại đến cô không phải vì chuyện Hạ Thiên đánh Ba Sơn, chỉ là mời bọn họ sang dùng cơm, vì lúc này cũng là giờ cơm tối. Giúp tôi mặc quần áo. Vân Thanh nhận điện thoại và nói với Hạ Thiên, bây giờ nàng đã không còn sức để mặc quần áo. Sau khi nàng điện thoại cho chồng của Liễu Hà thì không thể nào thoát khỏi bàn tay ma của Hạ Thiên, vì vậy mà cùng hắn điên cuồng cả buổi chiều. Lúc này trình độ mặc quần áo cho phụ nữ của Hạ Thiên có lẽ đã tiến triển rất nhiều, lần này chưa đến 3 phút hắn đã mặc xong quần áo cho nàng. Sau khi hai người ăn mặc tử tế và ngồi nghỉ ngơi một lát thì rời khỏi khách sạn. Khi hai người đến Thạch gia thì thức ăn đã được dọn sẵn, tất cả chỉ chờ hai người bọn họ. Chị! Khi thấy Vân Thanh thì Thạch Thuần rất vui, nàng lập tức chạy đến. Tiểu Thanh, Hạ Thiên, dùng cơm thôi. Thạch Trường Canh cũng dùng giọng hòa ái chào hỏi hai người. Vân Thanh và Hạ Thiên tất nhiên sẽ không lề mề, mọi người cùng ngồi xuống bàn, Thạch Thuần ngồi ngay bên cạnh Vân Thanh, bữa cơm này nàng ăn rất nhiều, điều này làm cho Vân Thanh và Thạch Trường Canh rất vui. Bọn họ đều tin sức khỏe của Thạch Thuần đã tiến triển rất tốt. Chú Thạch, sau này Hạ Thiên lại đánh Ba Sơn. Chú có biết không? Sau khi ăn cơm tối xong thì Vân Thanh không khỏi nhắc đến chuyện này. Việc này sao, chú biết rõ. Thạch Trường Canh gật đầu, hắn không biết sao được. Khi đó bí thư huyện ủy còn điện thoại mắng hắn một chặp. Thạch Trường Canh dừng lại một chút rồi bổ sung. Nhưng Tiểu Thanh cứ yên tâm, việc này không liên quan gì đến hai đứa nữa rồi. Buổi chiều Ba Sơn làm kiểm tra trong bệnh viện mà không có kết quả, tất nhiên, bây giờ thì bị thương rất nặng. Chồng của Liễu Hà đã thật sự đánh Ba Sơn rồi sao? Hạ Thiên dùng giọng hiếu kỳ hỏi một câu. Thạch Trường Canh cảm thấy bất ngờ. Sao cậu lại biết? Chú Thạch, thật ra là cháu điện thoại cho chồng của Liễu Hà. Vân Thanh có chút ngượng ngùng, sau đó nàng hỏi một câu. Ba Sơn kia bị thương rất nặng sao? Đúng vậy, bây giờ vẫn còn hôn mê. Thạch Trường Canh dùng ánh mắt cổ quái nhìn Vân Thanh. Liễu Hà cũng bị thương, bị chồng đánh. Chồng Liễu Hà có bị các chú bắt lại không? Vân Thanh có chút áy náy. Điều này phải xem tình huống, nếu Ba Sơn không bị thương quá nặng thì không có vấn đề gì, quá lắm thì bồi thường chút thuốc men, dù sao thì Ba Sơn cũng là người sai trước. Thạch Trường Canh cười cười. Tiểu Thanh, cháu cũng đừng quan tâm đến chuyện này nữa.
Thạch Trường Canh nói đến đây thì giống như nhớ đến một vấn đề gì đó. Đúng rồi, Tiểu Thanh, cháu theo chú, mẹ cháu có chút đồ, chú thấy nên đưa cho cháu. Vâng, chú Thạch. Vân Thanh lên tiếng. Đúng rồi, Hạ Thiên, cậu ngồi đây một chút nhé. Thạch Trường Canh nói thêm. Hạ Thiên không khỏi dùng ánh mắt cổ quái nhìn Thạch Trường Canh, hình như người này có bí mật gì đó muốn nói với Vân Thanh mà không muốn hắn nghe được. Được. Hạ Thiên lên tiếng, hắn dứt khoát đi ra ngoài sân, dù sao hắn cũng có thể nghe được, không đi theo cũng chẳng sao. Thạch Trường Canh đưa Vân Thanh lên lầu 2, Vân Thanh có chút kỳ quái, phòng ngủ của mẹ nàng không phải ở dưới lầu sao. Tiểu Thanh, thật ra chú có vài chuyện muốn nói với cháu. Thạch Trường Canh đưa Vân Thanh lên sân thượng, sau đó hắn đi thẳng vào vấn đề. Cháu hiểu nhiều về Hạ Thiên chứ? Hạ Thiên sao, cháu coi như hiểu khá rõ. Vân Thanh có chút bất an. Chú Thạch, sao chú lại hỏi như vậy? Chú nghe nói vài tin đồn về cậu ấy, tất nhiên đây chỉ là tin đồn, chú cũng chưa chứng thực, nhưng chú cảm thấy nên nói cho cháu biết. Thạch Trường Canh có chút trầm ngâm. Cháu có biết Kiều Tiểu Kiều không? Vân Thanh nghe đến cái tên Kiều Tiểu Kiều thì hiểu vấn đề, chú Thạch nhất định biết rõ Hạ Thiên lăng nhăng kia còn nhiều người phụ nữ khác. Chú Thạch, cháu hiểu chú muốn hỏi về điều gì? Vân Thanh biết rõ chuyện này không thể nào che giấu được, chẳng bằng nói rõ ràng. Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều có quan hệ rất mật thiết, hơn nữa, có lẽ chú không biết, có nhiều phụ nữ có quan hệ với cậu ấy, thật ra cháu đã sớm biết từ lâu. Vậy sao cháu còn ở cùng nó? Thạch Trường Canh không khỏi nhíu mày. Tiểu Thanh, chú không muốn xen vào chuyện của cháu, nhưng chú xem cháu như con, chú không muốn cháu bị người khác ức hiếp, cháu hiểu chưa? Chú Thạch, cháu hiểu, nhưng chuyện giữa cháu và Hạ Thiên rất phức tạp. Vân Thanh giải thích, Hạ Thiên không phải là người bình thường, cậu ta có năng lực thần kỳ, nhưng vì lúc nhỏ vì sống tách rời ngoài xã hội nên có rất nhiều chuyện không hiểu. Vì vậy cậu ấy cảm thấy một người đàn ông có nhiều vợ, điều này chẳng có gì sai. Vân Thanh nói đến đây thì bổ sung thêm một câu. Tóm lại, chú Thạch, cháu có chừng mực, thật ra cậu ấy có chút lăng nhăng nhưng đối xử rất tốt với cháu. Chương 793, trọng em khinh sắc. Thạch Trường Canh khẽ vuốt cằm. Vậy thì được rồi, Tiểu Thanh, cháu cũng không còn nhỏ nữa, chú tin cháu biết rõ mình đang làm gì. Nếu đó là lựa chọn của cháu thì chú cũng không nói gì, nhưng cháu nên nhớ kỹ, nếu cậu ta ức hiếp cháu, chú nhất định sẽ chen vào. Cảm ơn chú Thạch. Vân Thanh khẽ gật đầu. Tiểu Thanh, còn có một chuyện. Thạch Trường Canh suy nghĩ một lát rồi tiếp tục nói. Nếu chú có chuyện xảy ra, cháu có thể đồng ý quan tâm chăm sóc Thuần Thuần chứ? Vẻ mặt Vân Thanh chợt biến đổi, nàng vội vàng hỏi. Chú Thạch, có chuyện gì xảy ra? Chú có phải sinh bệnh rồi không? Sinh bệnh cũng không sao, Hạ Thiên nhất định sẽ có thể trị tốt. Tiểu Thanh, cháu đừng vội, chú không sinh bệnh. Thạch Trường Canh lắc đầu, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Chỉ là gần đây chú gặp ác mộng, cảm thấy có gì đó mà thôi, cháu đừng quá quan tâm. Chú Thạch, thật sự không có gì sao? Vân Thanh vẫn có chút hoài nghi. Không có gì. Thạch Trường Canh khẽ gật đầu, sau đó hắn di chuyển chủ đề. Được rồi, cháu xuống đi, sợ rằng Hạ Thiên đã chờ lâu. Vậy thì được, chú Thạch, cháu xuống trước. Vân Thanh dù có chút nghi ngờ nhưng cũng không tiếp tục truy vấn, nàng quay đầu đi vài bước, sau đó nàng dừng lại. Chú Thạch, Thuần Thuần là em gái của cháu, dù chú có chuyện gì xảy ra hay không, cháu vẫn chăm sóc cho nó. Vân Thanh nói xong thì rời khỏi sân thượng, Thạch Trường Canh thì vẫn đứng yên, vẻ mặt vô tình có chút trầm trọng. Vân Thanh xuống lầu, sau đó nàng tìm được Hạ Thiên trong sân, nàng phát hiện hắn đang nhìn trời. Cậu nhìn gì vậy? Vân Thanh không nhịn được phải hỏi. Ngắm sao? Hạ Thiên trả lời. Cậu bị sao vậy? Vân Thanh có chút mất hứng. Nào có sao mà xem? Chị Vân Thanh, chị không thấy thì chẳng có nghĩa là tôi không thấy. Hạ Thiên nghiêm trang đáp. Không muốn tranh chấp với cậu. Vân Thanh không muốn nói thêm, sau đó nàng di chuyển chủ đề. Này, cậu có thể đến xem chú Thạch được không? Tôi nghi ngờ chú ấy sinh bệnh. Chú ấy không có bệnh. Hạ Thiên trả lời ngay. Sao cậu biết? Vân Thanh có chút kỳ quái. Một người có bệnh hay không, tôi chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra. Hạ Thiên lười biếng nói. Tóm lại chú ấy không có bệnh. Vậy thì kỳ quái. Vân Thanh lầm bầm, vì sao khi nãy chú Thạch lại nói ra những lời kia? Chị Vân Thanh, gặp chuyện không may không phải là sinh bệnh.
Hạ Thiên thuận miệng nói. Chú ấy chỉ lo mình gặp phải chuyện không may, không phải lo lắng mình sinh bệnh. Vân Thanh lập tức choáng váng. Cậu, sao cậu biết chú Thạch lo lắng mình gặp chuyện không may? Chú ấy nói vậy mà. Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Vân Thanh. Chị Vân Thanh, chẳng lẽ vì những ngày qua tôi uống quá nhiều sữa của chị, làm cho vị trí đó lớn hơn một chút, bây giờ chị lại ngốc ra sao? Nếu không sao chị không nhớ, tôi đã nói tai mình rất tốt, có thể nghe được những âm thanh từ rất xa. Cậu nói bậy bạ gì vậy? Vân Thanh có chút xấu hổ, sau đó không nhịn được phải hỏi một câu. Cậu nói tất cả những gì tôi vừa nói với chú Thạch, cậu đều nghe rõ tất cả sao? Tất nhiên là nghe rõ. Hạ Thiên có chút đắc ý. Hai người đứng không xa lắm, chỉ cần tôi thích nghe thì hoàn toàn có thể. Vân Thanh trừng mắt nhìn Hạ Thiên, đây đúng là quái thải, nàng nhớ Hạ Thiên từng nói có hai tai rất tốt, nhưng nàng không ngờ hắn có thể đạt đến mức độ như vậy. Vô tình Vân Thanh cảm thấy may mắn, may mà vừa rồi nàng không nói những lời gì bậy bạ, nếu không người này biết được sẽ rất phiền. Chị! Một giọng nói trong trẻo từ cửa nhà truyền ra. Thuần Thuần, sao vậy? Vân Thanh vội vàng lên tiếng. Chị dạy em võ công được không? Thuần Thuần dùng ánh mắt chờ mong nhìn Vân Thanh. Được, chị sẽ dạy cho em. Vân Thanh đồng ý, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, xem ra nàng phải học Hạ Thiên thêm một chút võ công nữa. Hạ Thiên trọng sắc khinh bạn gặp Vân Thanh trọng em khinh sắc, đây nhất định là bi kịch, vì vậy mà tối hôm nay hắn tiếp tục làm lính, phòng không. Đầu tiên Vân Thanh dạy Thạch Thuần võ công, sau đó cùng nhau chơi đùa, cuối cùng ngủ luôn trong phòng Thạch Thuần, lại xem nhẹ Hạ Thiên một lần nữa. Vì vậy mà sáng hôm sau Thạch Thuần thấy Hạ Thiên và có chút sợ hãi, vì nàng phát hiện anh rể nhìn mình giống như muốn đánh mình. Cảm giác của Thạch Thuần thật sự rất tốt, Hạ Thiên rõ ràng là muốn đánh nhau với nàng. Đáng tiếc nàng vẫn còn là một cô bé, hơn nữa lại là em của Vân Thanh, Hạ Thiên cũng chỉ có thể suy xét lại, không thể đánh đấm gì được. Hạ Thiên rơi vào đường cùng thì bắt đầu lên kế hoạch, hắn phải lấy cớ kéo Vân Thanh ra khỏi nhà, sau đó đưa nàng đến khách sạn, bổ khuyết cho một đêm không được làm ăn gì. Đáng tiếc là sau khi ăn sáng xong Hạ Thiên vẫn chưa nghĩ ra biện pháp, ngược lại điện thoại còn vang lên, xem qua thì thấy số lạ. Alo, ai vậy? Tâm tình Hạ Thiên rất khó chịu, giọng điệu cũng rất kém. Này, anh làm gì với tôi vậy? Sao bây giờ tôi còn chưa ngủ được? Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói tức giận, nhưng Hạ Thiên không biết được đó là ai. Cô không ngủ được liên quan gì đến tôi? Hạ Thiên có chút bất mãn. Cô có bệnh không? Anh mới bệnh. Giọng điệu của người bên kia rõ ràng là bị chọc tức. Hôm qua anh nói sẽ làm tôi ngủ không yên, kết quả là tối qua tôi không ngủ được, đến bây giờ cũng vậy, không phải anh làm thì là ai? À, thì ra là người quái dị. Hạ Thiên cuối cùng cũng nghĩ ra, đầu dây bên kia chính là bạn học nhạc Dương của Dương San. Tôi làm cho cô không ngủ được, nhưng bây giờ dù cô có cầu xin tôi cũng không giúp cô. Hạ Thiên nói xong thì cúp điện thoại. Sau đó Nhạc Dương lại điện thoại đến và hắn căn bản không nghe, hắn mặc kệ đối phương, phải để cho không ngủ được mới rút ra bài học hay lắm mồm. Chị Vân Thanh, chúng ta ra ngoài tản bộ nhé. Hạ Thiên quay đầu nhìn Vân Thanh. Cơm nước xong phải vận động mới khỏe. Vân Thanh không nói gì, lý do người này muốn gạt nàng ra ngoài hình như có hơi kém, cơm nước xong phải vận động sao? Nàng tin nếu mình đi cùng Hạ Thiên, nàng sẽ phải hoạt động dữ dội trong phòng khách sạn. Được rồi. Tuy đoán Hạ Thiên không có ý tốt nhưng Vân Thanh vẫn đồng ý cùng hắn ra ngoài, hai người cũng không lái xe mà đi dọc theo bờ sông về phía trước. Trước đó Hạ Thiên nói tản bộ, bây giờ Vân Thanh quyết định đi tản bộ, dù sắc lang này muốn làm gì cũng phải tản bộ trước đã. Hạ Thiên cũng không quan tâm tản bộ với Vân Thanh, hắn ôm lấy vòng eo của Vân Thanh rồi đi về phía trước, mãi đến khi điện thoại vang lên thì hắn mới tạm thời dừng bước. Hạ Thiên lấy điện thoại ra xem, không phải là Nhạc Dương, nhưng vẫn là dãy số lạ. Không biết là của ai. Chương 794, tôi sẽ chờ thêm một lát nữa. Ai điện thoại cho cậu vậy? Vân Thanh không nhịn được phải hỏi. Không biết. Hạ Thiên thật sự không biết. Vậy cậu nghe máy đi, lỡ may có chuyện quan trọng gì đó thì sao? Vân Thanh nói. Hạ Thiên vốn không muốn nhận điện thoại, nhưng điện thoại cứ vang lên liên tục, cuối cùng hắn phải nhấn nút nghe. Alo. Đại ca, là em đây. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói nhút nhát e lệ. Em là Dương San. Cô tìm tôi làm gì? Hạ Thiên có chút kỳ quái,
nhà đầu này chẳng lẽ biết hắn muốn đánh mình, vì vậy mới điện thoại cho hắn. Đại ca, chị gái nói em có việc thì nên tìm anh. Dương San vẫn sợ hãi, thật ra nàng nói chuyện với người khác sẽ không nhát gan như vậy, nhưng khi nói chuyện với Hạ Thiên thì nàng lại sợ. Hoặc có thể nói, sau khi nàng bị Hạ Thiên sàm sỡ thì thấy mặt là sợ, trước đó nàng nào có sợ hắn, nàng còn cho rằng hắn là người tốt. Chị gái trong miệng Dương San chính là Kiều Tiểu Kiều, Hạ Thiên thấy nàng đưa Kiều Tiểu Kiều ra thì cảm thấy buồn bực, hắn nghĩ đến chuyện Kiều Tiểu Kiều muốn mình làm tốt quan hệ với Dương San, tuy bây giờ hắn không vui nhưng vẫn chào hỏi một câu. Này, cô có chuyện gì? Đại ca, Nhạc Dương nói cả ngày hôm nay không ngủ được, bạn ấy nói là anh làm cho mình bị như vậy, anh có biện pháp nào không? Dương San khẽ hỏi, tuy giọng điệu vẫn còn sợ hãi nhưng không còn lắp bắp. Được, tôi giúp. Hạ Thiên đồng ý. Cảm ơn đại ca. Giọng điệu của Dương San chợt được đề cao lên một chút, rõ ràng nàng rất hưng phấn. Chúng em đang còn ở khách sạn, là chỗ mà hôm qua anh đã đến. Được rồi, chút nữa anh sẽ đi. Hạ Thiên nói một câu rồi cúp điện thoại, lần này dù là Nhạc Dương hay Dương San cũng không tiếp tục điện thoại đến. Khi thấy Hạ Thiên cúp điện thoại thì Vân Thanh hỏi ngay. Cậu định đi đâu? Nào có đi đâu? Hạ Thiên dùng giọng điềm nhiên như không nói với Vân Thanh. Chị Vân Thanh, tôi tiếp tục đi tản bộ với chị. Nhưng không phải cậu vừa đồng ý đến giúp người khác sao? Vân Thanh có chút buồn bực. Đúng vậy, là tôi đồng ý lát nữa sẽ đi. Hạ Thiên cười hì hì. Nhưng cũng chưa nói là bao lâu, có thể là lát nữa, có thể là ngày mai, dù sao bây giờ tôi cũng không đi. Vân Thanh xem như đã hiểu, người này cũng biết chơi chữ. Nhưng cậu đã đồng ý với người A, nếu đi quá muộn thì cũng không tốt. Vân Thanh khuyên một câu. Không sao, dù sao thì người không thể ngủ chính là Nhạc Dương. Hạ Thiên ra vẻ không thèm quan tâm. Còn Dương San cần ăn đòn kia chỉ khí nào cần hỗ trợ mới điện thoại đến, vì vậy bây giờ tôi sẽ không đi ngay. Vân Thanh nghe nói đến chuyện của Dương San và Nhạc Dương mà không khỏi hiếu kỳ, cuối cùng nàng cũng hiểu rõ, thì ra hôm qua Hạ Thiên nói sẽ không cho Nhạc Dương ngủ yên. Hắn nói được làm được, đúng là hại người quá nặng. Hạ Thiên nhanh chóng ném sự việc của Dương San và Nhạc Dương ra sau đầu, hắn tiếp tục đưa Vân Thanh đi tản bộ, cả hai đi theo bờ sông, sau đó đi một vòng tròn. Một lát sau Vân Thanh thấy một khách sạn rất quen mắt, sau đó cả hai đi vào khách sạn, đi vào gian phòng mà bọn họ còn chưa trả lại. Cuối cùng những gì xảy ra giống như Vân Thanh dự đoán, sắc lang bắt đầu quấn lấy nàng ở hàng loạt tư thế hoạt động dữ dội. 5 giờ chiều. Đám bảo vệ khách sạn Đông Thăng thấy có khách tiến vào, vì vậy mà bọn họ vô thức chuẩn bị nghênh đón. Nhưng sau khi nhìn thoáng qua thì bọn họ lập tức luống cuống lui về phía sau, đối với bọn họ thì cặp nam nữ này là ôn thần, hoàn toàn không dễ trêu chọc. Ôn thần này rõ ràng là Hạ Thiên và Vân Thanh, hai người bọn họ đơn giản ở khách sạn gần cả ngày, mãi đến bây giờ mới đi tìm Dương San. Tất nhiên đối với Hạ Thiên thì bây giờ đến đã xem như tâm tình tốt, nếu không hắn phải để 3 ngày 3 đêm mới đến cứu giúp. Hai người đến lầu 4, khi còn chưa đến phòng 407 của Dương San và Nhạc Dương thì dã nghe thấy bên trong có người đang lớn tiếng. Này, các người đúng là quá đáng, các người muốn Dương San của chúng tôi làm gì? Tôi nói cho các người biết, chúng tôi không đi, ngày mai chúng tôi sẽ quay về Giang Hải. Người nói chính là Nhạc Dương, giọng điệu rất tức giận. Hạ Thiên và Vân Thanh nhanh chóng đi vào phòng, vì cửa không khóa, bọn họ liếc mắt đã thấy rõ tình huống bên trong. Ngoài Nhạc Dương và Dương San thì còn có hai người trong phòng, Hạ Thiên biết một người, đó là chị họ Dương Ngọc Quyên của Dương San, một người khác hắn chưa từng gặp, là một người đàn ông 27-28 tuổi, rất hào hoa phong nhã. Sinh viên Nhạc Dương, em đừng kích động, chúng tôi trả thù lao cho Dương San, sẽ không thiếu một phần nào. Người đàn ông có vẻ rất bình tĩnh, giọng điệu không nóng không lạnh, không có chút tức giận. Này, trả thù lao cái gì? Dương San chúng tôi căn bản không cần tiền của các người, bạn ấy chỉ cảm thấy có nghĩa vụ đến đây làm phim tuyên truyền mà thôi. Hừ, nhưng các người lại đùa giỡn người ta như kẻ ngốc, đầu tiên là để chúng tôi đợi ở đây 2 ngày chẳng làm gì, bây giờ còn nói không cần cô ấy làm đại sứ, cá người còn không biết xấu hổ để bạn ấy dẫn đường sao. Nhạc Dương càng nói càng tức. Tôi cảm thấy các người đúng là không ra gì, chúng tôi mặc kệ, ngày mai chúng tôi sẽ về. Nhạc Dương, thôi bỏ đi. Mình không sao, dẫn đường cũng được. Dương San không nhịn được phải nói một câu. Dương San, đây sao lại nói là không có gì, bạn tình nguyện tuyên truyền cho quê hương là một chuyện,
nhưng bọn họ đùa giỡn cậu là một chuyện khác. Nếu không có bạn thì ai biết Thanh Phong Sơn là địa phương quái quỷ gì. Bây giờ thì tốt rồi, cậu tuyên truyền cho Thanh Phong Sơn, cậu miễn phí làm phim cho bọn họ, bây giờ bọn họ lại ghét bỏ bạn, tìm một ngôi sao nhỏ để thay thế, chỉ để cậu dẫn đường, đây đúng là làm nhục bạn. Nhạc Dương tỏ ra rất tức giận, cuối cùng nàng còn nói một câu với người đàn ông kia. Được rồi, bây giờ các người đi ra, đừng làm phiền chúng tôi. Người đàn ông kia vẫn không nóng không lạnh. Sinh viên Nhạc Dương, Dương San là người trưởng thành, những chuyện thế này phải do chính cô ấy quyết định. Dương San, bạn nghe mình, nói cho anh ta biết, ngày mai chúng ta về trường. Nhạc Dương thở phì phò nói. Nghe lời của mình, bạn xem có gì mà mình không nghĩ cho bạn. Dương San không khỏi do dự, quả thật từ khi vào đại học thì nàng luôn được Nhạc Dương quan tâm, có nhiều chuyện nàng không hiểu, đều là Nhạc Dương giúp nàng, vì vậy nàng mới hiểu ra nhiều thứ. Tuy nói nàng muốn làm tốt cho quê hương, nhưng nàng cũng hiểu Nhạc Dương muốn tốt cho mình. Khi thấy Dương San do dự thì người đàn ông kia nhíu mày, sau đó hắn chậm rãi nói. Sinh viên Dương San, nếu em thật sự muốn đi thì chỉ sợ phải trả lại cho chúng tôi 10.000 tiền công. Chương 795, các người có ai không phải là phụ nữ xấu? Cái gì? Nhạc Dương lớn tiếng nói, nàng quả thật tưởng mình nghe lầm. Người đàn ông kia vẫn không chút hoang mang, bộ dạng bình tâm hòa khí. Sinh viên Dương San, theo tôi biết thì Phó Chủ tịch Mạnh đã đưa cho cô 10.000 tiền công, có phải không? Cái gì là tiền công? Đó là tiền thưởng cho Dương San. Nhạc Dương cực kỳ tức giận. Sao các anh có thể vô liêm sỉ đến như vậy? Dương San đã làm bao nhiêu chuyện cho huyện Mộc Dương các người. Bạn ấy lại tình nguyện làm đại sứ quảng cáo miễn phí cho các người, vì Chủ tịch Mạnh cảm thấy áy náy nên mới cho bạn ấy 10.000 tiền thưởng. Bây giờ anh nói đó là tiền công, còn muốn trả lại sao? Sinh viên Nhạc Dương, dù là tiền công hay tiền thưởng cũng vậy, Dương San đã thu 10.000, nếu bây giờ không đến Thanh Phong Sơn, tôi tin bỏ ra 10.000 cũng có được một người dẫn đường tốt. Người đàn ông dùng giọng không nhanh không chậm nói. Chúng tôi không nhất định cần Dương San đi dẫn đường, chẳng qua Phó Chủ tịch Mạnh của chúng tôi muốn quan tâm đến Dương San, vì vậy mới cho Dương San đi làm chuyện này. Dựa theo lời của các anh, vì các anh thấy Dương San đáng thương nên mới cho bạn ấy đi dẫn đường sao? Nhạc Dương nhanh chóng tan vỡ, nàng chưa từng thấy ai vô sỉ như vậy. Được, chẳng phải chỉ là 10.000 sao? Cứ chờ đấy, tôi sẽ lập tức lấy cho các người, tôi cũng không phải chẳng có chút tiền như vậy. Nhạc Dương kéo Dương San. Đi, chúng ta đi ngân hàng rút tiền, ngày mai chúng ta về trường. Được. Dương San lúc này cũng đồng ý, trong lòng có chút uất ức, vốn nàng một lòng muốn làm cho quê hương chút chuyện, nhưng bây giờ lại nghe ra giống như nàng vì tiền mà đến đây. Nếu người ta đã nói không cần nàng dẫn đường, nàng cũng chẳng cần phải ở lại. San San, đừng vội. Dương Ngọc Quyên ở bên cạnh nãy giờ không nói gì, cuối cùng cũng mở miệng. Này. Cô câm mồm, cô không thấy xấu hổ khi nhận mình là chị họ của Dương San sao? Nhạc Dương cũng rất bất mãn với Dương Ngọc Quyên, người này khi lần đầu tiên gặp mặt đã gọi Dương San là San San rất thân mật, tự xưng là chị họ của Dương San, vừa rồi sao không thấy nói câu nào? Vẻ mặt Dương Ngọc Quyên có chút xấu hổ, nàng muốn nói gì đó, nhưng sau khi nhìn người đàn ông bên cạnh thì quyết định không nói gì. Tiêu không phải tôi đưa cho các người, là Phó Chủ tịch Mạnh đưa. Vì vậy các người muốn trả thì đi tìm anh ấy, tôi còn có việc phải đi trước. Người đàn ông kia nhàn nhạt nói một câu, sau đó hắn quay sang nhìn Dương Ngọc Quyên. Trưởng phòng Dương, chúng ta đã hẹn đạo diễn Bạch dùng cơm, đã đến giờ rồi. Người đàn ông này nói xong thì đi ra ngoài, khi thấy Hạ Thiên và Vân Thanh ở ngoài cửa thì có chút kinh ngạc. Nhưng hắn cũng không nói gì mà nhanh chóng đi qua, Dương Ngọc Quyên thấy Hạ Thiên thì lại bắt chuyện. Chào Hạ Tiên Sinh, đúng là tức chết tôi. Sau khi hai người kia ra khỏi phòng thì Nhạc Dương tức giận khó tiêu. Đây là địa phương khốn kiếp gì, trách không được lại nghèo khó mãi như vậy. Thôi bỏ đi, Nhạc Dương, chúng ta đi rút tiền, dù sao 10.000 kia cũng chưa sử dụng, chúng ta lấy tiền rồi trả cho Chủ tịch Mạnh là được. Tuy Dương San cảm thấy có chút uất ức nhưng nàng không tức giận, có lẽ vì nàng rất ít khi tức giận. Được rồi. Nhạc Dương gật đầu, nàng kéo Dương San chuẩn bị đi ra ngoài. Đúng lúc này Hạ Thiên rút ngân châm đâm lên người Nhạc Dương hai cái, vì vậy mà một Nhạc Dương vốn rất phấn chấn lại ngáp vài cái. Dương San, sao mình buồn ngủ thế này nhỉ? Nhạc Dương giống như đứng không vững, nàng dựa vào người Dương San. Không được rồi,
mình phải đi ngủ một giấc, đến khi mình tỉnh lại sẽ cùng bạn đi rút tiền. Nhạc Dương còn chưa nói xong thì đã ngã xuống giường ngáy o o. Vân Thanh không khỏi nhìn Hạ Thiên, người này đúng là thần, đúng là quá hiệu quả. Đại ca, cảm ơn anh. Dương San cũng không ngốc, tuy nàng không thấy rõ động tác của Hạ Thiên, nhưng nàng có thể đoán được đây là chuyện Hạ Thiên làm. Tối qua Nhạc Dương không ngủ được, sao có thể trùng hợp đến mức thấy Hạ Thiên là ngủ ngay? Không có gì. Hạ Thiên lười biếng nói. Không còn gì thì anh đi đây. Không còn gì nữa, cảm ơn đại ca. Dương San khẽ nói. Hạ Thiên ôm Vân Thanh bỏ đi, hắn cũng lười nói với Dương San. Hai người đến lầu một thì gặp một đám người ở đại sảnh, có mười mấy người hầu như đã lấy đầy đại sảnh khách sạn vốn không lớn. Trong đám người này phần lớn đã được Hạ Thiên gặp mặt, ví dụ như đám người đại sư huynh Trung Hạo Vân của Vân Thanh, còn có cả người đàn ông đã làm Nhạc Dương cực kỳ tức giận vừa rồi, có Dương Ngọc Quyên. Mặt khác trong đám người còn có vài nam nữ khác, có một người phụ nữ hơn 20, các ăn mặc và trang điểm rất đẹp, tô son điểm phấn rất tươi, phô trương rất lớn, bên cạnh còn có vài người vây quanh, có vẻ giống như một ngôi sao. Hạ Thiên nhìn người phụ nữ kia vài lần, vì hắn cảm thấy người này khá quen mắt. Hắn suy nghĩ, người phụ nữ kia thật sự là một ngôi sao. Cậu nhìn gì vậy? Thấy Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào người phụ nữ kia thì Vân Thanh có chút chua, trong lòng tức giận. Người phụ nữ kia nào có đẹp đẽ gì, còn thua nàng nhiều lắm, cách ăn mặc như quỷ sứ, nếu cởi sạch ra chắc còn xấu hơn quỷ. Tôi biết người phụ nữ xấu xí kia. Hạ Thiên chỉ nữ ngôi sao, sau đó dùng giọng cảm khái nói một câu. Đúng là vật họp theo loài, phụ nữ xấu luôn đứng với nhau thành đàn. Vân Thanh nghe thấy những lời này của Hạ Thiên thì cũng cảm thấy có chút vui sướng, nhưng cũng có chút bất đắc dĩ. Nàng vui vì hắn không thấy người phụ nữ kia đẹp, chỉ vì biết nên mới nhìn vài lần, mà bất đắc dĩ chính là người này nói quá lớn, sợ rằng đám người kia nghe thấy được. Đúng như những gì Vân Thanh dự đoán, lập tức có nhiều ánh mắt nhìn về phía bên này. Âu Dương Cẩn mà trước đó không lâu đã gặp Hạ Thiên, cũng có Dương Ngọc Quyên đều nhìn tới, rõ ràng ngay cả nữ ngôi sao đang được người ta vây quanh cũng nhìn Hạ Thiên. Khi thấy Hạ Thiên thì vẻ mặt nữ ngôi sao có chút biến đổi, tuy nàng hầu như không trực tiếp có quan hệ với Hạ Thiên, nhưng nàng được nghe khá nhiều câu chuyện về hắn. Này, cậu nói gì vậy? Nói ai là phụ nữ xấu? Một người phụ nữ ở bên cạnh nữ ngôi sao nổi giận đùng đùng chất vấn. Thôi bỏ, không sao. Nữ ngôi sao vội vàng nói, nàng không muốn xung đột với Hạ Thiên, hoặc có thể nói là nàng không dám. Hạ Thiên lười biếng nói một câu. Nói các người chứ ai, trong số các người ai mà chẳng xấu. Vân Thanh có chút dở khóc dở cười, người này tình nguyện làm công địch của phụ nữ sao? Một câu nói vừa rồi đã mắng tất cả phụ nữ ở bên nhóm người kia. Chương 796, tôi sẽ đi ngay. Câm mồm, cậu ở đây làm loạn gì vậy? Lên tiếng không phải là một người phụ nữ nào khác, chính là người đàn ông mà trước đó Hạ Thiên đã từng gặp trong phòng Dương San, người này có vẻ rất tức giận. Đây đều là khách quý của chủ tịch Ngô huyện chúng tôi, cậu lập tức xin lỗi cho tôi. Ngu như heo. Hạ Thiên trừng mắt nhìn tên đàn ông. Đừng làm phiền anh, nếu không anh đánh cả chú bây giờ. Thôi bỏ, chúng ta đi. Vân Thanh không muốn ở lại đây gây rối, nàng nhịn không được phải khuyên một câu. Thư ký Thường, không sao, chúng ta đi dùng cơm thôi. Nữ ngôi sao vội vàng nói một câu. Đạo diễn Bạch đang còn chờ chúng ta. Lâm tiểu thư, việc này không thể bỏ qua, nhưng em cứ yên tâm, loại người thế này chỉ là số ít ở huyện Mộc Dương chúng tôi mà thôi. Người đàn ông kia rõ ràng không muốn bỏ qua, trong huyện Mộc Dương này không có mấy người dám mắng hắn. Người đàn ông tiến lên phía trước vài bước dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên, hắn không còn bình hòa như khi đứng trước mặt Dương San và Nhạc Dương. Tôi không cần biết cậu là ai, lập tức xin lỗi Lâm tiểu thư cho tôi. Chị Vân Thanh, lại có người muốn tôi xin lỗi. Chị nói xem tôi phải làm sao đây. Hạ Thiên không quan tâm đến người đàn ông kia, hắn cười hì hì nhìn Vân Thanh. Chị nói xem, tôi có nên biến tên này thành Ba Sơn thứ hai không? Thôi bỏ đi, như vậy cậu sẽ làm khó cho chú Thạch. Vân Thanh ghé sát bên tai Hạ Thiên nói một câu. Nhưng thằng ngu này rất đáng ghét. Hạ Thiên không muốn buông tha. Trên đời này còn nhiều người đáng ghét như vậy lắm, cậu cũng không thể đánh tất cả bọn họ đấy chứ. Vân Thanh cũng không muốn Hạ Thiên lại sử dụng bạo lực. Nhưng thằng ngốc này rất chán ghét, bây giờ xuất hiện trước mặt tôi, nếu tôi không đánh hắn thì trong lòng sẽ không thoải mái.
Hạ Thiên vẫn kiên trì ý kiến của mình. Vân Thanh không biết nói gì, người này xem ra đã có quyết tâm muốn dạy bảo người đàn ông kia. Vì vậy mà nàng có chút chần chừ rồi ghé sát bên tai Hạ Thiên nói. Cậu muốn đánh hắn thì dùng biện pháp như khi đối phó với đám bảo vệ ở đây, đừng bị người ta có được chứng cứ. Xin lỗi mau, có nghe thấy không? Đúng lúc này người đàn ông kia chợt giống lên mất kiên nhẫn, nhưng hắn vừa hét lên thì thân thể chợt nghiêng, hắn ngã lên mặt đất không chút dấu hiệu. Thư ký Thường, anh làm sao vậy? Dương Ngọc Quyên lanh tay lẹ mắt đỡ người đàn ông, nhưng nàng gọi thế nào cũng không có ai trả lời. Ủa, sao thằng ngu này lại tự nhiên hôn mê? Hạ Thiên có chút ngạc nhiên. Tôi còn chưa kịp cho hắn ăn đòn. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi ra vẻ độ lượng. Thôi được, tên này đã hôn mê thì tôi cũng không muốn đánh, xem như hắn may mắn. Đám bảo vệ ở bên cạnh nhìn Hạ Thiên, trong lòng không khỏi khinh bỉ, người này rõ ràng tự mình ra tay mà cứ ra vẻ vô tội. Mau giúp tôi đưa thư ký Thường đến bệnh viện. Dương Ngọc Quyên lúc này vội kêu bảo vệ, vì vậy mà vài tên chạy đến giúp Dương Ngọc Quyên đưa tên đàn ông ra ngoài. Trong lòng đám bảo vệ thầm nghĩ, cái gì mà đến bệnh viện? Dù sao bệnh viện cũng không thể điều tra được nguyên nhân, sau một thời gian ngắn nữa thì bọn họ sẽ có được kinh nghiệm như chính mình. Khi thấy Hạ Thiên nghe lời mình thì Vân Thanh có chút vui sướng, đồng thời cũng khẽ thở ra. Nàng chủ động ôm lấy cánh tay Hạ Thiên, sau đó nàng dùng giọng dịu dàng nói. Chồng, chúng ta đi, chú Thạch có lẽ đang chờ chúng ta dùng cơm. Hạ Thiên không lập tức bỏ đi. Hắn dùng ánh mắt tò mò nhìn nữ ngôi sao, sau đó mở miệng hỏi. Này, cô đến đây làm gì? Có phải Lâm Tử Hào từ ngu ngốc thành điên khùng, bây giờ không cần cô nữa rồi à? Thì ra nữ ngôi sao này chính là Lâm Yên Nhi trước kia từng là bạn gái của Kiều Đông Hải và bị Lâm Tử Hào cướp mất, đến bây giờ nàng ở cùng với ai, điều này Hạ Thiên không biết. Dù trong mắt Hạ Thiên thì Lâm Yên Nhi không là gì, nhưng thực tế thì nàng cũng là ngôi sao có chút danh tiếng. Tuy không phải là đỉnh cấp nhưng ở trong nước cũng xếp hàng hai. Một nữ ngôi sao như vậy mà xuất hiện ở huyện Mộc Dương, tất nhiên là chuyện lớn. Hạ Tiên Sinh cứ nói đùa, tôi theo chân đạo diễn Bạch Xuyên đến đây làm phim tuyên truyền. Lâm Yên Nhi miễn cưỡng cười. Phim tuyên truyền sao? Tuyên truyền cho Thanh Phong Sơn à? Hạ Thiên thuận miệng nói một câu, trong lòng có chút khó chịu. Vì sao tên đạo diễn Ba Sơn vừa lên dĩa thì đã có đạo diễn Bạch Xuyên gì đây? Còn có cả một ngôi sao như Lâm Yên Nhi. Đúng vậy. Lâm Yên Nhi không dám giấu, nàng trả lời ngay. Lâm Yên Nhi thật ra có một loại cảm giác sợ hãi từ trong tim với Hạ Thiên. Sau khi rời khỏi Kiều Đông Hải thì nàng đi theo Lâm Tử Hào. Tuy chỉ là đồ chơi của Lâm Tử Hào nhưng nàng cũng được hắn thực hiện lời hứa, để nàng hoạt động xuôi chèo mát mới ở lĩnh vực giải trí. Nhưng bây giờ Lâm Tử Hào đã là một kẻ ngây ngô, tuy rất nhiều người không biết vì sao Lâm Tử Hào lại như vậy. Nhưng Lâm Yên Nhi biết rõ, kẻ gây nên mọi chuyện chính là Hạ Thiên. Mà Lâm Yên Nhi cũng biết quan hệ giữa Hạ Thiên và An Khả Khả, còn những chuyện giữa An Khả Khả và Hạ Thiên, Lâm Yên Nhi thân là người trong làng giải trí, tất nhiên nàng cũng biết. Vài tháng trước An Khả Khả chỉ là ngôi sao thấp nhưng bây giờ đã cực kỳ nổi tiếng, Lâm Yên Nhi cho rằng đây nhất định là công lao của Hạ Thiên. Sau khi tổng hợp hai sự kiện kia lại, nàng cho rằng Hạ Thiên chắc chắc có bối cảnh hùng mạnh hơn Lâm Tử Hào. Tuyệt đối không phải là người mà nàng có thể chọc vào. Đám người bên cạnh Lâm Yên Nhi không biết nói gì hơn, bọn họ cho rằng Lâm Yên Nhi quen biết Hạ Thiên, hơn nữa lại nói chuyện rất khách khí. Vì vậy mà đám người kia chợt không hiểu rõ tình huống, hơn nữa sự kiện thư ký của chủ tịch huyện đột nhiên hôn mê vừa rồi cũng làm cho bọn họ cảm thấy bất an, vì vậy không ai dám đứng ra làm chim đầu đàn. Này, nể mặt trước kia cô rất thân thiết với Kiều Đông Hải, tôi có lòng tốt nói cho cô biết một chuyện. Hạ Thiên lúc này nghiêm trang nói. Cô đừng đi Thanh Phong Sơn đóng phim cái gì cả, nếu không sẽ có kết cục không hay. Mọi người nghe nói như vậy thì chợt ngây ngốc, nào có lòng tốt gì, rõ ràng là uy hiếp. Vẻ mặt Lâm Yên Nhi biết đổi lớn, trái tim đập mạnh. Cô đừng không tin, tôi nói cho cô biết, có một tên đạo diễn tên là Ba Sơn chạy đến đây làm phim, bây giờ sắp chết đến nơi rồi. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Tin, tôi tin. Vẻ mặt Lâm Yên Nhi biến đổi liên tục, sau đó nàng khẽ cắn môi gật đầu, cuối cùng dùng ánh mắt cảm kích nhìn Hạ Thiên. Cảm ơn Hạ Tiên Sinh đã nhắc nhở, tôi sẽ đi ngay, không, đi ngay bây giờ. Lâm Yên Nhi quay đầu nhìn phụ tá của mình rồi vội vàng phân phó. Thu dọn mọi thứ, chúng ta lập tức quay về Giang Hải. Chương 797, nữ ngôi sao bị dọa cho bỏ chạy. Sao,
Lâm tiểu thư, sao bây giờ lại phải đi? Lâm tiểu thư, cô thật sự muốn đi sao? Nhưng, Lâm tiểu thư, đạo diễn Bạch còn đang chờ. Đúng vậy, Lâm tiểu thư, cô phải suy xét lại. Quyết định của Lâm Yên Nhi làm cho hơn chục người ở đây không biết phải làm sao, điều này quá đột nhiên, dù là phải đi cũng không nên vội vã như vậy chứ. Không, tôi phải đi ngay. Lâm Yên Nhi có vẻ rất sốt ruột. Thôi được, khỏi cần thu thập, các người không đi thì tôi đi. Lâm Yên Nhi mặc kệ đám người mà đi ra ngoài khách sạn. Lâm tiểu thư, em chờ chút, chị sẽ lập tức thu dọn đồ đạc. Trợ lý của Lâm Yên Nhi thấy không ổn thì vội vàng chạy theo, nàng vừa muốn làm Lâm Yên Nhi ổn định trở lại, vừa muốn thông báo cho Bạch Xuyên. Lúc này đại sảnh khách sạn chợt rối loạn, Hạ Thiên rất thỏa mãn, hắn lẩm bẩm một câu. Coi như cô ta thức thời, chị Vân Thanh, chúng ta đi. Vân Thanh tất nhiên cầu còn chưa được, nàng đang lo lắng người này còn có thể náo loạn, thậm chí nàng còn không dám chào hỏi đại sư huynh Trung Hạo Vân, nàng chỉ nhanh chóng cùng Hạ Thiên rời khỏi khách sạn. Vài phút sau khi hai người Hạ Thiên bỏ đi thì một người đàn ông hơn 30 tuổi đi vào khách sạn, hắn đến bên cạnh xe của Lâm Yên Nhi, giọng điệu không vui và có chút chất vấn. Yên Nhi, em làm gì vậy? Đang tốt đẹp sao lại đột nhiên phải đi? Người này chính là Bạch Xuyên, cũng có thể xem là một đạo diễn nổi tiếng trong nước, ít nhất cũng nổi hơn so với Ba Sơn. Nhưng Bạch Xuyên sở dĩ nổi tiếng, thật ra phải quy công lao cho một người, đó là Lục Xuyên. Nghe nói trước kia Bạch Xuyên không phải có tên là Bạch Xuyên, về sau hắn được xưng là người cùng phân cao thấp với Lục Xuyên, vì vậy tự cải tên thành Bạch Xuyên. Nhưng ngoài cái tên có thể cùng so với Lục Xuyên thì xét về danh tiếng lại thua xa, tất nhiên Bạch Xuyên trẻ hơn Lục Xuyên vài tuổi. Xem như chỉ có ưu thế duy nhất ở phương diện tuổi tác. Đạo diễn Bạch, em phải đi, nếu không em sẽ gặp nguy hiểm. Còn nữa, đạo diễn Bạch, tôi khuyên anh cũng nên đi, không cần phải nhúng tay vào phim tuyên truyền về Thanh Phong Sơn. Vẻ mặt Lâm Yên Nhi có hơi tái nhợt, nàng cũng không ngốc, nàng có thể nghe thấy hương vị uy hiếp trong lời nói của Hạ Thiên. Tuy nàng không biết vì sao Hạ Thiên không muốn cho người khác làm bộ phim này nhưng cũng không dám truy tìm nguyên nhân, nàng chỉ muốn rời khỏi đây. Không dám làm trái lời Hạ Thiên. Kết cục của Lâm Tử Hào vẫn ở trước mặt nàng, mà nàng cũng không muốn như Lâm Tử Hào, hoặc còn thảm hại hơn Lâm Tử Hào. Nghe nói có người uy hiếp em, có phải vậy không? Bạch Xuyên nhíu mày. Em không cần sợ, báo cảnh sát là được. Không, không có người uy hiếp, đạo diễn Bạch, anh ngàn vạn lần đừng báo cảnh sát, tóm lại em cần phải đi ngay. Lâm Yên Nhi có vẻ rất vội vàng. Bạch Xuyên có chút tức giận. Yên Nhi, anh đã nói với em rồi, đây là cơ hội khó kiếm, chúng ta chủ yếu không vì vấn đề tuyên truyền, vì ông chủ Diêu nhờ chúng ta giúp đỡ, vì vậy chúng ta mới đến đây. Ông chủ Diêu là một nhà đầu tư nổi tiếng, ông ta có dự định đầu tư phim, nếu lần này chúng ta giúp ông ta, sau này ông ta đầu tư phim, như vậy anh là đạo diễn và em là nữ diễn viên chính, cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ qua. Đạo diễn Bạch, em biết điều này, em phải đi, điều này cũng thật sự phải xin lỗi anh. Lâm Yên Nhi thật lòng muốn đi, dù nàng là nữ nhân vật chính thì sao? Nếu nàng đắc tội với Hạ Thiên thì mất mạng, nàng xuống điện Diêm Vương làm nữ nhân vật chính sao? Yên Nhi, đừng nói anh không cảnh cáo em, nếu lần này em đi, sau này chúng ta sẽ không hợp tác, em cũng đắc tội với ông chủ Diêu, có hậu quả gì em cũng biết, vì vậy em nên xem xét lại. Bạch Xuyên cũng bắt đầu uy hiếp. Đạo diễn Bạch, em đã quyết định rồi. Lâm Yên Nhi ngồi yên bất động. Nếu là trước kia thì nàng nhất định sẽ thỏa hiệp vì những lời nói của Bạch Xuyên, nhưng bây giờ nàng cảm thấy dù là Bạch Xuyên hay ông chủ Diêu đều không bằng lời nói của Hạ Thiên. Đúng là bùn nhão không thể xây tường. Bạch Xuyên tức giận nói một câu rồi nổi giận đùng đùng bỏ đi. Vài phút sau Lâm Yên Nhi đã đưa phụ tá và đoàn nhân viên công tác bỏ đi. Hôm nay nàng đến huyện Mộc Dương nhưng không dám ở lại qua đêm, đơn giản chỉ vì lời nói của Hạ Thiên, điều này làm nàng cực kỳ sợ hãi. Nàng chỉ đi khỏi đây mới cảm thấy mình an toàn. Đúng lúc này ở trong một gian phòng của khách sạn Đông Thăng, bầu không khí có chút đè nén. Ông chủ Diêu, thật sự xin lỗi, tôi không ngờ Lâm Yên Nhi sẽ như vậy, nhưng anh yên tâm, tôi sẽ lập tức tìm đến một nữ ngôi sao tốt hơn đến đây, sẽ không làm chậm trễ chuyện của anh. Bạch Xuyên đan phải xin lỗi với Diêu Vĩ. Đạo diễn Bạch, cũng không cần xin lỗi, nhưng anh có hỏi vì sao Lâm Yên Nhi vội vàng bỏ đi không? Diêu Vĩ nhàn nhạt hỏi. Bạch Xuyên có chút bất đắc dĩ. Cô ấy không nói nguyên nhân, chỉ nói là gặp nguy hiểm, tôi đã hỏi cô ấy có bị uy hiếp hay không,
cô ấy nói không có, cũng không biết cô ấy bị sao nữa. Diêu Vĩ quét mắt nhìn đám người ngồi trên bàn. Có ai nói cho tôi biết tiểu tử Hạ Thiên kia có địa vị gì không? Đó chẳng phải chỉ một tiểu tử thối không biết trời cao đất rộng và may mắn cướp được tiểu sư muội của Hạo Vân à? Âu Dương Cẩn dùng giọng khinh thường nói. Tiểu Cẩn, sự việc không đơn giản như vậy, Lâm Yên Nhi vì một câu của cậu ta mà bỏ đi, chúng ta đều ở bên cạnh và thấy rõ ràng. Tôi có cảm giác chúng ta đánh giá thấp tiểu tử kia rồi. Diêu Vĩ thản nhiên nói. Lần đầu tiên tôi thấy cậu ta, tôi cảm thấy hắn rất bừa bãi, trên đời này có hai loại người bừa bãi, một là kẻ ngốc, hai là thật sự có thực lực. Tôi thấy hắn là thằng ngu. Âu Dương Cẩn hừ một tiếng, nàng bị Hạ Thiên mắng, tất nhiên đến bây giờ vẫn mất vui. Tôi cảm thấy Diêu ca nói đúng, chúng ta đã đánh giá thấp Hạ Thiên. Thật ra tôi thấy với ánh mắt của tiểu sư muội, không khi nào vừa mắt một người đàn ông bình thường. Trung Hạo Vân đón lời. Có lẽ chúng ta nên điều tra bối cảnh sau lưng của cậu ta cái đã. Điều này, giám đốc Diêu, thật ra tôi biết người này là ai. Quý Yến lúc này mở miệng. Em biết sao? Diêu Vĩ có chút sững sờ. Vậy mau nói ra, ấp úng làm gì? Em sợ anh mắng. Quý Yến có chút uất ức. Đang yên đang lành anh mắng em làm gì? Diêu Vĩ cảm thấy rất khó hiểu. Quý Yến cẩn thận trả lời. Nhưng, giám đốc Diêu, anh không phải luôn nói em không nên xem báo giải trí sao? Anh nói xem những tin tức đó sẽ trở nên ngốc nghếch. Anh có nói như vậy, những tin tức báo giải trí thật sự không ra gì. Diêu Vĩ càng thêm kỳ quái. Nhưng thân phận của Hạ Thiên thì có liên quan gì đến chuyện em có xem báo giải trí hay không? Chương 798, tôi đang đợi trời mưa. Vì khi em xem báo giải trí mới thấy được tin tức về hắn. Quý Yến khẽ nói. Báo giải trí, Hạ Thiên sao? Bạch Xuyên chợt giống như bừng tỉnh. Đúng rồi, tôi cũng nghĩ ra, còn bảo sao quen tai, không phải bạn trai của An Khả Khả cũng là Hạ Thiên sao? Đúng vậy, chính là bạn trai của An Khả Khả. Quý Yến dùng giọng hưng phấn nói. Nghe nói trước đó ở thủ đô An Khả Khả đã cùng Hạ Thiên ở trong phòng khách sạn một tuần không ra ngoài, bây giờ đám fan hâm mộ của An Khả Khả đều mắng Hạ Thiên, vì hắn mà An Khả Khả mất đi tính thuần khiết. Phải không, nữ ngôi sao mới 17 tuổi An Khả Khả à? Âu Dương Cẩn có chút sững sờ. Tuy tôi không xem TV nhiều nhưng nghe nói đồ trang điểm mà cô ấy làm đại diện có hiệu quả rất tốt, tôi đã từng mua một bộ cho một người bạn, bây giờ người này luôn nhờ tôi mua dùm. Đúng vậy. Mỹ phẩm tiểu mỹ nhân mà cô ấy ra mặt có hiệu quả rất tốt. Quý Yến vội vàng gật đầu, bộ dạng như tìm được tri âm. An Khả Khả chỉ là một ngôi sao mà thôi, bạn trai của cô ta thì tính là gì? Trang Chính Hỷ không nhịn được phải nói. À, đúng rồi, nghe nói hắn ta còn là thầy thuốc, được xưng là hạ thần y đệ nhất thiên hạ, có phải khoác lác hay không thì em không biết, nhưng trên mạng nói như vậy. Quý Yến nhanh chóng nói. Còn nữa? Nghe nói người này có rất nhiều bạn gái, người đẹp tóc vàng một trong bốn đóa hoa thủ đô cũng là bạn gái của hắn. Bốn đóa hoa thủ đô sao? Vẻ mặt Diêu Vĩ chợt biến đổi. Anh Diêu, không phải anh đã từng ngắt một đóa hoa đấy chứ? Trang Chính Hỷ dùng giọng đùa giỡn nói. Đừng nói bậy. Diêu Vĩ nói rất nghiêm túc. Tôi rất ít khi đến thủ đô, nhưng tôi từng nghe những bạn bè ở thủ đô nói, bốn đóa hoa thủ đô đều có thân phận không tầm thường. Không phải bất kỳ một nữ ngôi sao nào cũng so sánh được. Nếu Hạ Thiên có một bạn gái như vậy, lai lịch của hắn sẽ không tầm thường. Có thể có địa vị gì? Báo giải trí là không đáng tin. Âu Dương Cẩn không cho là đúng. Hơn nữa dù hắn có bối cảnh ở thủ đô thì đến đây cũng chỉ là một người ngoài. Tục ngữ nói cường long khó ép địa đầu xà. Chúng ta chỉ cần làm tốt công tác quan hệ với chính quyền ở đây, cần gì phải sợ hắn. Tôi còn phải đi xem xét tình huống của người này. Diêu Vĩ có chút trầm ngâm. Tôi sẽ liên hệ với phía thủ đô, tuy nói không cần sợ người thủ đô, nhưng nếu không bất đắc dĩ thì không nên xung đột với người có bối cảnh ở thủ đô. Anh Diêu nói đúng, chúng ta là người kinh doanh, không nên đi về hướng phiền toái. Trung Hạo Vân tán thành ý kiến trên. Vậy thì trước tiên cứ đi hỏi thăm. Âu Dương Cẩn thản nhiên nói. Tôi thấy tám phần là giả. Âu Dương Cẩn nói đến đây thì quay đầu nhìn Trung Hạo Vân. Nhưng nếu những tin đồn kia là thật thì tiểu sư muội của Hạo Vân Anh sẽ rất thảm, cũng không tính là vợ bé cho người ta nữa. Em có chút hả hê thì phải. Trung Hạo Vân đột nhiên nổi giận.
Dù cô ấy là vợ bé thì có liên quan đến kinh tế nhà em sao? Anh nổi giận với em có tác dụng à? Âu Dương Cẩn tuyệt đối không yếu thế. Thế nào, anh thấy tiểu sư muội mình yêu thương bị người ta cướp đi, trong lòng không thoải mái sao? Anh không phục thì đi mà cướp về, đừng ở đây la lối với em. Được rồi, hai người làm gì vậy? Diêu Vĩ có chút mất vui. Đều là người một nhà, cần gì phải làm cho sự việc mất vui? Đừng nói đến vấn đề này nữa, bây giờ dùng cơm thôi. Diêu Vĩ rõ ràng rất có uy tín trong nhóm người, hắn vừa mở miệng thì Âu Dương Cẩn và Trung Hạo Vân không nói thêm điều gì nữa, những người khác cũng ăn ý không nói về chuyện Hạ Thiên. Đám người bắt đầu uống rượu dùng cơm, rốt cuộc trong lòng đang nghĩ gì thì chỉ bọn họ mới hiểu. Hạ Thiên và Vân Thanh đã về đến Thạch gia, không thể không nói bọn họ về rất đúng giờ, vì lúc này Thạch Trường Canh chuẩn bị điện thoại nói hai người về dùng cơm. Buổi tối hôm nay không có gì đặc biệt với Hạ Thiên và Vân Thanh, cũng giống như hai tối trước đó, sau khi ăn xong thì Vân Thanh bị Thạch Thuần chiếm đoạt. Nhưng tối nay Hạ Thiên cũng không bức bối, vì Vân Thanh đã đồng ý ban ngày sẽ đền bù cho Hạ Thiên. Dù tối nay không có ai ôm nhưng Hạ Thiên vẫn ngủ rất ngon, sau đó rạng sáng đã thức dậy. Điều làm hắn tiếc nuối chính là Vân Thanh còn chưa ngủ dậy, vì thế cũng không thể bắt nàng đền bù ngay lập tức. Hạ Thiên nhàm chán thì chạy ra nhìn trời. Hắn không thấy được trời trăng gì cả, ngược lại thấy đầy trời mây đen, giống như sắp mưa đến nơi. Cậu đang làm gì vậy? Không biết bao lâu, sau lưng Hạ Thiên chợt vang lên âm thanh của Vân Thanh. Tôi đang đợi trời mưa. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Cậu thích trời mưa sao? Vân Thanh có chút kỳ quái. Bình thường thì không, nhưng nếu bây giờ trời mưa thì thích. Hạ Thiên trả lời. Sao lại vậy? Vân Thanh dù biết ý nghĩ của Hạ Thiên rất kỳ quái, nhưng nàng vẫn không nhịn được phải hỏi. Nếu bây giờ mưa đổ xuống thì quần áo của chị sẽ bị ướt. Hạ Thiên quay đầu nhìn Vân Thanh, vẻ mặt rất thành thật. Vân Thanh không khỏi có chút tức giận. Cậu muốn tôi ướt quần áo sao? Cậu bị bệnh à? Tất nhiên là không. Hạ Thiên ra vẻ rất chuyên chú. Mặc quần áo ướt dễ sinh bệnh, vì vậy để chị Vân Thanh không sinh bệnh, tôi sẽ chẳng cho chị mặc quần áo ướt. Tôi sẽ cởi ra giúp chị. Sắc lang. Vân Thanh nhìn không được phải trừng mắt nhìn Hạ Thiên, nói nãy giờ thì ra hắn chỉ muốn cởi quần áo của nàng mà thôi. Vì sao bây giờ còn chưa mưa? Hạ Thiên lại ngẩng đầu nhìn trời rồi lầm bầm. Vân Thanh vừa bực mình vừa buồn cười. Cậu đừng cầu mưa nữa, dù trời có mưa cũng không thể làm ướt quần áo của tôi, chẳng lẽ tôi không biết tránh sao? À. Hạ Thiên lầm bầm, sau đó hắn chăm chú nhìn Vân Thanh. Chị Vân Thanh, nếu không, chị có biết bơi không nhỉ? Vân Thanh thiếu chút nữa thì tan vỡ, người này phải làm ướt quần áo của nàng mới tình nguyện sao? Dù hắn muốn cởi quần áo của nàng, cũng đừng đợi đến khi ướt nhẹp chứ. Mặc kệ cậu, tôi đi ăn sáng. Vân Thanh tức giận nói một câu rồi xoay người đi vào nhà. Hạ Thiên đinh vào theo nhưng điện thoại lại vang lên. Hạ Thiên lấy ra xem và rất khó chịu, hắn nhận điện thoại và mất vui. Này! Tôi đã cho cô ngủ rồi mà, cô còn tìm tôi làm gì? Người điện thoại đến là Nhạc Dương, nàng nức nở nói. Không tốt, chẳng thấy Dương San đâu cả. Chương 799, tìm được Dương San. Cô ấy biến mất thì có liên quan gì đến tôi? Hạ Thiên có chút mất hứng. Sao cô không đi tìm? Đừng tìm tôi. Tôi không biết bạn ấy ở đâu, tôi đã điện thoại nhưng máy đã tắt nguồn. Điện thoại của bạn ấy mới mua được chưa lâu, chắc chắn chưa hết pin. Nhạc Dương có vẻ rất lo lắng. Tôi không biết ai ở đây, không biết tìm ai hỗ trợ, vì vậy chỉ có thể tìm anh. Tôi không quen biết cô ta, tôi không muốn đi tìm. Còn nữa, các người không phải đi cùng phó chủ tịch Mạnh gì kia sao? Dương San còn có cả chị họ, bảo bọn họ đi mà tìm, đừng đến tìm tôi. Hạ Thiên không có tâm tình đi tìm người, lát nữa hắn còn phải cởi áo vào làm thịt chị Vân Thanh. Nhạc Dương lập tức nôn nóng. Tôi đã điện thoại cho bọn họ, nhưng bọn họ đều tắt máy. Còn nữa, sao anh không chịu trách nhiệm như vậy? Này, đừng nói lung tung, sao tôi không chịu trách nhiệm? Hạ Thiên có chút bất mãn. Anh là người không chịu trách nhiệm rõ ràng, An cướp đi nụ hôn đầu đời của Dương San người ta, anh không chịu trách nhiệm cũng chẳng sao, bây giờ bạn ấy xảy ra chuyện, dù sao anh cũng phải đi hỗ trợ chứ. Nhạc Dương tức giận nói. Ai bảo cô ấy nói tôi là người tốt? Tôi chỉ hôn một cái để chứng minh mình không phải là người tốt mà thôi. Hạ Thiên có chút mất hứng. Cũng đừng nghĩ rằng tôi muốn lấy cô ấy làm vợ.
Tôi mặc kệ anh vì nguyên nhân gì, tóm lại là anh sàm sỡ Dương San, anh chiếm nụ hôn đầu đời của bạn ấy, anh phải phụ trách. Nhạc Dương tức giận nói. Anh không muốn phụ trách cũng được, chỉ cần anh tìm được Dương San, sự kiện kia xem như triệt tiêu. Cô nói đấy nhé, nếu tôi tìm được Dương San, lần sau cô cũng đừng nói tôi phụ trách này nọ, nếu không tôi sẽ cho cô ăn đòn. Hạ Thiên dù không muốn tìm người nhưng lại sợ Dương San bắt mình phụ trách, chỉ là một nụ hôn mà thôi, hắn không muốn phụ trách, mà vấn đề chủ yếu nhất là dáng người Dương San không được tốt. Không có vấn đề, chỉ cần tìm được Dương San, tôi đảm bảo không cần anh phụ trách. Nhạc Dương đáp ứng, nàng vốn không cần Hạ Thiên phụ trách, nàng không muốn một Dương San thanh khiết như tờ giấy trắng bị sắc lang này làm nhuốm bẩn, vì vậy nàng chỉ có thể dùng hạ sách như vậy. Được rồi, tôi sẽ đi tìm cô ta. Hạ Thiên nói một câu, sau đó hắn cúp điện thoại, vì không muốn Dương San quấn lấy mình, hắn bắt buộc phải ra tay. Ai không thấy? Khi thấy Hạ Thiên cúp điện thoại thì Vân Thanh liền hỏi, nàng vốn đang định vào ăn sáng, nhưng khi nghe Hạ Thiên nói không thấy ai trong điện thoại, bây giờ nàng lặp lại. Chính là nha đầu Dương San đáng ăn đòn. Hạ Thiên có chút bất mãn. Nha đầu kia sao chỉ biết dẫn đến phiền toái như vậy? Không thấy Dương San sao? Vân Thanh có chút kinh ngạc. Sao lại không thấy, không thấy khi nào? Tôi cũng không rõ, nhưng Nhạc Dương vừa điện thoại đến nói rằng không thấy nữa. Hạ Thiên thuận miệng nói. Thôi được rồi, chút nữa đến khách sạn xem thế nào. Dương San là một cô gái xinh đẹp, nếu mất tích thì sợ rằng xảy ra chuyện. Vân Thanh rất coi trọng chuyện này. Trước tiên tôi nói với chú Thạch một tiếng, để chú ấy đưa cảnh sát đi điều tra. Được rồi. Hạ Thiên cũng không có ý kiến gì về vấn đề này. Thạch Trường Canh đã rời khỏi giường nhưng còn chưa đi làm, Vân Thanh nói rõ sự việc, sau đó Thạch Trường Canh tranh thủ điện thoại đến cục công an, phái nhân thủ đi điều tra sự việc. Tiểu Thanh, cháu không cần gấp. Trước tiên ăn sáng cái đã. Huyện Mộc Dương không lớn, chỉ cần người mất tích trong địa bàn huyện sẽ có thể tìm ra. Thạch Trường Canh an ủi Vân Thanh một câu, hắn rất có lòng tin với vấn đề này. Vân Thanh ngược lại còn cảm thấy lo lắng, chủ yếu là vì Dương San là cô gái, hơn nữa lại đẹp, nàng cảm thấy những cô gái như vậy mà mất tích, khi tìm được trở về thì dù thế nào cũng có chút thương tổn. Hạ Thiên không lo lắng, nguyên nhân rất đơn giản, vì hắn không quan tâm đến Dương San. Tất nhiên sẽ không lo lắng đến an nguy của nàng. Hạ Thiên ăn xong bữa sáng không chút lo lắng, sau đó hắn mới kéo Vân Thanh đi đến khách sạn Đông Thăng xem xét tình huống. Đúng lúc này Thạch Trường Canh nhận được một cú điện thoại. Cái gì? Giọng điệu của Thạch Trường Canh rất kinh ngạc. Được, tôi biết rồi. Thạch Trường Canh đặt điện thoại xuống rồi quay đầu nhìn Vân Thanh à Hạ Thiên đang chuẩn bị bỏ đi, hắn dùng giọng quái dị nói. Tìm được Dương San rồi. Sao nhanh như vậy? Vân Thanh có chút sững sờ, sau đó nàng hỏi một câu. Chú Thạch, cô ấy không bị sao đấy chứ? Có lẽ là không sao. Vẻ mặt Thạch Trường Canh có chút ngưng trọng. Cô ấy tạm thời bị ủy ban kỷ luật huyện ủy giữ lại. Sao? Vân Thanh chợt hô lớn. Điều này, sao có thể? Cô ấy chỉ là một sinh viên bình thường, sao lại liên quan đến ủy ban kỷ luật? Tiểu Thanh, chú không biết tình hình cụ thể, nhưng cháu yên tâm. Việc này không phải nhằm vào Dương San, vì vậy cô ấy sẽ không sao. Thạch Trường Canh nói vài tình huống đơn giản. Sự việc có liên quan đến Mạnh Tiến Tài, nghe nói Mạnh Tiến Tài bị tố cáo nhận hối lộ, Dương San là người đút lót. Tối qua cô ấy đưa cho Mạnh Tiến Tài 10.000 đồng, có người ghi hình lại. Bây giờ Mạnh Tiến Tài đã bị kỷ luật, sự việc rất bí ẩn, ngay cả chú cũng không biết, nếu không phải vừa rồi chú cho người tìm Dương San, sợ rằng còn chưa biết chuyện này. Đút lót sao? Vân Thanh có chút tức giận. Những người này sao lại sằng bậy như vậy? Ngày hôm qua cháu cũng nghe nói Mạnh Tiến Tài đã thưởng cho Dương San 10.000, có người muốn Dương San đưa tiền trả lại cho Mạnh Tiến Tài, có lẽ tối qua cô ấy đi rút tiền và trả lại, bây giờ sao lại là đút lót? Tiểu Thanh, điều này rõ ràng cho thấy có người hãm hại Mạnh Tiến Tài, Dương San cũng không phải là mục tiêu của bọn họ, sở dĩ bọn họ chưa thả Dương San, có lẽ là vì Dương San không thừa nhận mình đút lót. Thạch Trường Canh không lạ lẫm gì câu chuyện này, rõ ràng đây chẳng phải điều gì quá xa lạ trên quan trường. Thế này đi, Tiểu Thanh, cháu đến khách sạn an ủi bạn học của Dương San, để cô ấy đừng làm ồn lên, tôi sẽ đi tìm ủy ban kỷ luật, sẽ để bọn họ thả Dương San ra. À, tốt, chúng cháu đi khách sạn. Vân Thanh đáp ứng, sau đó nàng không nhịn được phải nói.
vị chủ tịch Mạnh kia có phải sẽ được định luận là nhận hối lộ. Tiểu Thanh, chuyện này cháu đừng quan tâm. Thạch Trường Canh cũng không trả lời vấn đề của Vân Thanh. Được rồi, bây giờ chú đến ủy ban kỷ luật, tuy Dương San không việc gì, nàng chỉ là một cô gái, giữ lâu cũng không tốt. Vâng, chú Thạch mau đi đi. Vân Thanh gật gật đầu. Thạch Trường Canh nhanh chóng lái xe bỏ đi, Vân Thanh và Hạ Thiên thì tiếp tục lái xe đến khách sạn Đông Thăng, hai người vừa vào khách sạn thì gặp mặt đoàn người của Đại sư huynh Trung Hạo Vân. Chào buổi sáng, tiểu sư muội. Lần này Trung Hạo Vân chủ động chào hỏi Vân Thanh, hắn còn thuận miệng nói. Em đến tìm ai sao? Chương 800, điện thoại của Lãnh Băng Băng. Chúng tôi đi mướn phòng. Hạ Thiên không đợi Vân Thanh mở miệng mà nói một câu. Gương mặt Vân Thanh chợt đỏ bừng, khoảnh khắc này nàng chợt sinh ra ý nghĩ muốn bóp chết Hạ Thiên. Chưa nói đến vấn đề bọn họ đến đây chẳng phải là thuê phòng, dù thật sự đến thuê phòng cũng không cần lớn tiếng như vậy, sợ người khác không biết sao. Bây giờ thì tốt rồi, có hơn 10 ánh mắt đang nhìn nàng. Khi thấy Vân Thanh không nói lời nào, hơn nữa bộ dạng lại thẹn thùng thì Trung Hạo Vân cũng tin thật, hắn nở nụ cười miễn cưỡng. Không làm phiền hai người. Vân Thanh nghe nói như vậy thì cũng biết Trung Hạo Vân hiểu lầm, nàng định giải thích một câu nhưng lập tức kịp phản ứng. Nàng căn bản không cần phải giải thích, hơn nữa đây không phải lần đầu tiên nàng đi mướn phòng với Hạ Thiên, trước đó bọn họ đã đi rất nhiều lần rồi. Đám người Trung Hạo Vân nhanh chóng rời khỏi khách sạn, bọn họ còn mang theo cả túi sách và hành lý, điều này làm cho Vân Thanh cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ bọn họ muốn rời khỏi Mộc Dương. Nhưng Vân Thanh cuối cùng cũng không hỏi. Sau sự việc huyên náo vài hôm trước thì Vân Thanh quyết định nên giữ khoảng cách với vị đại sư huynh này. Chị Vân Thanh, chúng ta đi. Hạ Thiên ôm Vân Thanh đi về phía thang máy, nhưng mới được hai bước thì điện thoại vang lên. Hạ Thiên lấy điện thoại ra xem và lập tức cảm thấy hưng phấn, hắn dùng tốc độ cực nhanh để nhận điện thoại. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, chị nhớ tôi sao? Chị nhớ đến tôi có thể quay về Giang Hải ngay. Vân Thanh nghe nói như vậy thì lại muốn bóp chết Hạ Thiên. Người này đang dùng một tay ôm nàng, tay còn lại thì cầm điện thoại cưa cầm một người phụ nữ khác, đúng là quá sức kỳ cục. Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Người điện thoại đến thật sự là Lãnh Băng Băng, nàng không trả lời vấn đề của Hạ Thiên, dù nàng thật sự nhớ hắn thì cũng sẽ không nói ra. Vì nàng biết người này là kẻ được một tấc tiến lên một thước, nếu nàng thật sự nghĩ đến hắn, như vậy hắn sẽ chạy về cục công an thành phố Giang Hải ôm nàng ra. Sau đó sẽ có chuyện gì phát sinh? Sợ rằng không cần nói thì người bình thường cũng có thể dự đoán ra được. Cảnh sát tỷ tỷ, chị có nhớ đến tôi không? Chị không cần nói tôi cũng biết. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Lãnh Băng Băng có chút sở khóc sở cười, lưu manh này trước sau đều tự kỷ như vậy, vì thế nàng không nhịn được mà đã kích hắn một câu. Tôi không nhớ cậu. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, vợ nói dối thì không phải vợ tốt, chị là vợ tốt, vì vậy chị không nên nói dối. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Được rồi, đừng làm rộn nữa, tôi có chính sự muốn nói với cậu. Lãnh Băng Băng có chút bất đắc dĩ. Về chuyện của Thái Bằng Trình. Thái Bằng Trình ngu ngốc sao? Hạ Thiên ngây người. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, chị đừng nói tên ngốc đó lại chạy mất rồi nhé. Không phải chạy, nơi đây không phải là thủ đô, hắn muốn bỏ chạy cũng không dễ dàng như vậy. Lãnh Băng Băng nhanh chóng nói. Nhưng sự việc luôn có chút biến hóa, cục trưởng Hào muốn bí mật thẩm vấn hắn. Nhưng bây giờ sự việc đã được đưa ra ngoài ánh sáng, thủ đô bên kia đã chính thức tạo áp lực cho cục trưởng Hào, nói là muốn đảm bảo quyền lợi của kẻ phạm tội. Tóm lại sự việc có chút phiền toái, nếu cục trưởng Hào không đứng vững trước áp lực, hơn nữa có lãnh đạo tỉnh hiểu được sự việc, sợ rằng Thái Bằng Trình đã bị bộ công an mang đi. Tên ngốc kia còn chưa chịu khai sao? Hạ Thiên không khỏi hỏi một câu. Đúng vậy, đến bây giờ Thái Bằng Trình còn chưa nói lời nào. Lãnh Băng Băng có chút bất đắc dĩ. Cảnh sát tỷ tỷ, có nên để tôi ra tay hay không, tôi khẳng định có biện pháp bắt tên ngốc kia phải khai. Hạ Thiên rất có lòng tin với điều này. Không được, biện pháp của cậu dù lấy được khẩu cung vẫn không thể xem là chứng cứ, vô ích thôi. Lãnh Băng Băng tuy tin tưởng Hạ Thiên có thể có biện pháp làm cho Thái Bằng Trình phải khai, nhưng nàng cũng biết làm như vậy là không được. Đặc biệt là bây giờ vụ án Thái Bằng Trình bị rất nhiều người nhìn vào chằm chằm, cảnh sát Bình Hải bên này bắt buộc phải làm việc theo trình tự. Nếu không để cho người thủ đô khám phá ra, sợ rằng sẽ thất bại trong gang tấc. Lãnh Băng Băng hơi dừng lại rồi nói thêm. Thật ra không phải tôi muốn nói với cậu về vấn đề này, bây giờ Bộ Công an muốn cử xuống một tổ chuyên án,
bọn họ sẽ liên hợp cùng cảnh sát tỉnh Bình Hải điều tra vụ án. Mấy ngày trước không phải có người điện thoại uy hiếp cậu sao? Tôi nghĩ rằng phải xem xét vụ án Thái Bằng Trình ngày chặt chẽ một chút, vì vậy tôi gia nhập tổ điều tra vụ án, có lẽ như vậy tôi sẽ tìm ra được người uy hiếp là ai. Như vậy sao, cảnh sát tỷ tỷ, chị phải cẩn thận một chút. Hạ Thiên dùng giọng quan tâm dặn dò một câu, tất nhiên hắn cũng không thật sự lo lắng cho vấn đề an toàn của Lãnh Băng Băng. Dù sao với năng lực bây giờ của nàng thì không có nhiều người gây ra tổn thương được, hơn nữa cũng còn có người ngấm ngầm bảo vệ nàng. Tôi biết rồi. Lãnh Băng Băng khẽ lên tiếng. Đúng rồi, những ngày qua lãnh đạo cao tầng tỉnh Bình Hải được điều động, không biết có phải liên quan đến sự việc Thái Bằng Trình hay không. Bí thư và chủ tịch tỉnh Bình Hải đều bị điều đi, bí thư mới là Viêm Lam Quang, chủ tịch mới là Tống Kim Bình, cậu có nghe nói về hai người này bao giờ chưa? Chưa từng nghe qua. Hạ Thiên suy nghĩ rồi trả lời. Cứ như vậy nhé, có tin tức gì tôi sẽ liên lạc sau. Lãnh Băng Băng có chút chần chừ. Sau đó nàng bổ sung thêm một câu. Nếu cậu quay lại thì nhớ điện thoại cho tôi cúp máy trước. Lãnh Băng Băng cuối cùng cũng tắt điện thoại, vì nàng biết nếu không làm như vậy thì Hạ Thiên sẽ tiếp tục quấn lấy người. Tôi có nên về thành phố Giang Hải một chuyến không nhỉ? Hạ Thiên lầm bầm, hắn có hơi nhớ cảnh sát tỷ tỷ. Lãnh Băng Băng điện thoại đến sao? Vân Thanh cuối cùng cũng không nhịn được phải hỏi một câu. Nàng có biết một chút về mối quan hệ giữa Hạ Thiên và Lãnh Băng Băng, nhưng cũng không rõ ràng. Đúng vậy, là cảnh sát tỷ tỷ nhớ đến tôi. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Trong lòng Vân Thanh chợt bùng lên một cảm giác là lạ, xem ra người đẹp băng giá nổi tiếng cục công an thành phố Giang Hải thật sự bị người này chụp lấy. Tuy trong lòng nàng không thoải mái nhưng cũng không thể không thừa nhận người này có bản lĩnh, ngay cả một phụ nữ cực phẩm như Lãnh Băng Băng cũng có thể nắm bắt được. Có phải hắn cùng dùng một phương pháp giống như đối với nàng không? Trước tiên đi tìm Nhạc Dương cái đã. Vân Thanh quyết định không nghĩ đến vấn đề kia, việc đã đến nước này thì nàng không còn cảm thấy có nhiều vấn đề để nghĩ ngợi. Vân Thanh vừa nói xong thì thang máy mở ra, Nhạc Dương chạy từ bên trong ra ngoài. Khi thấy Hạ Thiên thì Nhạc Dương ngây người, sau đó nàng nói một câu. Này, không cần anh hỗ trợ tìm Dương San, vừa rồi Dương San đã điện thoại cho tôi. Tôi sẽ đi tìm bạn ấy. Nhạc Dương cũng không chờ Hạ Thiên đáp lời mà lách người chạy qua, sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi khách sạn. Được thả ra nhanh như vậy sao? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Chú Thạch của chị rất lợi hại sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 800.